Xin chào mừng tất cả quý vị đến với DST Pod. Chào mừng các bạn đến với DST Pod, chuỗi podcast với tên gọi My Hacker. Đây sẽ là nơi mà Tiến mời đến những vị khách mời hết sức đặc biệt và cùng hack xem suy nghĩ của họ là gì. Đôi khi cái cửa nó phải đóng lại để người ta biết, gõ quyết liệt hơn, đi vòng qua cửa khác, tìm cái con đường khác phù hợp hơn với mình. Mình không thể trao một cơ hội một cách dễ dàng. Vì người nắm lấy cơ hội dễ dàng nhiều khi người ta không nắm được, người ta không biết coi đó là cơ hội. Khi mà bản thân em đủ tốt, em có những cái năng lực vượt trội hơn, thì tự khắc những cái sân chơi hay là những cái cơ hội nó lớn hơn, nó rực rỡ hơn, chắc chắn nó sẽ đến với mình. Xưa giờ em đâu bao giờ em nghĩ là một ngày nào đó em được lên sân khấu Hồng Hoàng Vũ đâu. Sắc đẹp là một loại tài năng, nhưng mà cái tài năng thứ hai trong đó là bạn phải có ý chí phi thường và phải có nỗ lực như thế nào để bạn có được cái sắc đẹp hiện tại. Cô bạn hồi đó cùng thấy đi thi với mình, người ta làm hoa hậu, á hậu, nhà lầu xe hơi, nhìn rất tham. Mình cũng tuổi thân với anh. Mình đi học ở trường á thì mình đóng học phí, học ở đường đời á là mình đóng lệ phí. Nếu như cuộc đời là một bài toán, hãy cùng xem họ sẽ giải bài toán đó như thế nào. Là em luôn cố hết sức trong những cái điều mà mình làm, dù là một cái vị trí nhỏ nhất, thấp nhất, cho tới lúc mà làm tới quản lý. Kể cả khi em đã làm CEO rồi, em vẫn quan tâm tới những cái chi tiết tỉ mỉ nhất. Mọi người sẽ có một cái cột mốc thành công khác nhau, nhưng mà em phải chạy. Tại vì không chạy không biết có ngày mai. Sẽ có những vùng an toàn, em bước ra rất nhanh. Vài vùng an toàn, em cần thời gian để điều chỉnh mình và để mình bước ra khỏi cái vùng đó. Em càng cố gắng thì em sẽ càng may mắn. Những cái giá trị mình tạo ra, mình luôn toát lên được một cái điều gì đấy mà khiến cho họ phải tìm đến mình. Mình không có ngại làm lại, nhưng mà làm lại mà làm y chang như lần trước thì thôi không làm. Bất kỳ một cái lần nào mà Châu gặp khó khăn á, thì Châu vẫn tin là chắc chắn sắp hái được một cái trái rất ngọt. Xin chào mừng tất cả các bạn đã tiếp tục đến với DST Pod. Như Tiến luôn chia sẻ rằng là Tiến cảm thấy rất là thú vị khi được làm việc trong các lĩnh vực của nghệ thuật, được gặp gỡ rất là nhiều những kỳ nhân dị sĩ. Và một trong những cái kỳ nhân dị sĩ mà gọi là kỳ nhất dị nhất luôn, mà Tiến đã từng có cơ hội làm việc chung, cái bộ phim Hạnh Phúc Máu vừa rồi đó, là một cái nhân vật mà sẵn đây Tiến cũng xin phép tất cả quý vị khán giả là sẽ cho Tiến được xưng hô với cái nhân vật này theo cái cách tụi Tiến đã quen xưng hô với nhau rồi. Bởi vì là trong phim cứ con với cô ba mà thôi, bây giờ mà ra ngoài kêu bằng chị tự nhiên thấy nó ngại quá, nó không có quen. Vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là cô ba Trác Thị Miêu. Xin chào các khán giả của DST Pod và gã trai hoang đàng. Cuối cùng thì cũng đã có được một chương trình để cho cô ba ngồi và cho con chất vấn. Bây giờ cô ba muốn hỏi con trước á, cái gì kỳ dị ở cô ba, hay là do cái ấn tượng, do cái tin đồn trước đó, hay là trong suốt cái quá trình mình làm việc với nhau? Cái kỳ dị của cô ba con chỉ cảm nhận đơn giản là cô ba không có giống với những người mà con gặp. Cô ba là cái người mà luôn đưa ra một cái góc nhìn không quá giống cái góc nhìn của mấy người xung quanh con. Một cái vấn đề nào đó khi hỏi bà, cái bà cũng đưa ra cái góc nhìn kỳ cục. Là do hội bạn bè con chơi làm sao á. Rồi bà đặt câu hỏi cho mình, mình tưởng bà hỏi cái gì, rốt cuộc bà tự qua có câu trả lời, mà câu trả lời cũng kỳ cục, không có giống câu trả lời của mình luôn. Thì mình không hiểu là cái bộ não của cái bà cô ba này á, chạy bằng máu hay chạy bằng xăng hay chạy bằng cái chất liệu gì mà nó luôn đưa ra cái kết quả khác so với những cái người bình thường. Cô ba mở đầu vô là chào gã trai quang đàn, bây giờ con muốn cô ba giải thích cái từ quang đàn này nè là cái gì, mà tại sao một số cái khán giả họ nói là ủa tại sao thằng cháu ở xa về không chào đón, không yêu thương gì nhỏ, cái kêu nhỏ quang đàn là quang đàn cái gì? Nó hỏi thằng tác giả kịch bản á. Đúng không? Thật sự là trong cái tâm trạng của nhân vật vào khi đó, cái chữ hoang đàn theo cái cách hiểu của người Việt Nam á, dạ, nó có nhiều chữ người ta mặc nhận nó là tiêu cực. Cái kiểu móc máy một chút xíu, trêu ghẹo một chút xíu và không bao giờ thật lòng. Cô ba là một nhân vật không bao giờ dám sống thật lòng, tưởng như là người sống thật nhất trong cái gia đình đó. Giống như con dơi á, luôn là con chim giữa bầy chuột và luôn là con chuột giữa bầy chim. Và cũng có lẽ đó chính là cái lý do mà cô ba đã nhận lời kịch bản, vì cô ba nghĩ là có một phần nào đó của nhân vật ở trong mình và ngược lại có một phần nào đó của mình ở trong nhân vật. Sự khác biệt đây cũng có thể, nếu nói theo một cách tiêu cực, là sự lỡ cỡ. Dạ. Như một con dơi, con chuột giữa bầy chim và con chim giữa bầy chuột. Trước khi đi vô cái chủ đề cho mấy bạn, mình phải giải quyết cái ân oán của mình với nhau trước đã. Lỡ mà có bao nhiêu lấn cấn thì bữa nay mình giải quyết luôn trước ha. Để uống miếng nước đi liền luôn nè. Cô ba nghĩ sao nếu mà sau khi cô ba đóng phim xong có rất nhiều những cái lời nhận xét tích cực là trời ơi thích bà Miêu quá, trời ơi bà xì lây quá, bà tấu hài quá, mặc dù cái vai này không phải vai hài mà cứ tới đoạn của bà là cười. Nhưng mà cũng có người nói là Miêu diễn gì mà sân khấu vậy, đóng phim điện ảnh gì mà sân khấu vậy. Cô ba nghĩ sao về cái tiêu chuẩn gọi là điện ảnh và sân khấu? Cái nhân vật Ánh Dao trong cái phim Hạnh Phúc Máu đó có phải là một cái cư xử bình thường của một con người ở ngoài để mà người ta không tin được rằng đó là một cái đời thật mà cứ bảo đó là sân khấu không?
nhìn cho khách quan á, cái lý do mà khán giả tự dưng thấy nó hài trong một nhân vật không hề hài, những câu thoại không hề hài, đó là tại vì dụng ý của tác giả đã đặt vào đó những cái câu thoại khi mà buổi ăn tối của gia đình đó, nó đang tense, nó đang rất căng thẳng. Thì có một người nói ăn lại đi, cầu nguyện lại đi, ăn mấy đứa, thì người ta được thở phào. Cái phản xạ tự nhiên người ta là người ta sẽ cười khi người ta được thở phào, người ta được hít thở. Vậy thì nếu tôi cho bạn hít thở trong một tác phẩm điện ảnh, nếu bạn gọi đó là thủ pháp sân khấu đi, thì tôi cũng cho rằng là sẽ được sử dụng một cách thành công đó chứ. Tôi sẽ không tranh luận, vì người ta chỉ đang nhận định một tác phẩm điện ảnh theo cái kiểu là tôi lờ mờ có cảm giác cái này kịch, tôi lờ mờ có cái cảm giác cái kia là điện ảnh. Chúng ta không đưa được ra những lập luận và cơ sở học thuật rõ ràng rằng là thứ nhất, tôi sẽ phân biệt được diễn xuất của điện ảnh và sân khấu ở cái biên độ động tác hay là ở cái tiếng nói sân khấu mà thường là diễn viên chuyên về sân khấu sẽ đưa vào điện ảnh. Thật sự tôi trên sân khấu, tôi sân khấu hơn như vậy nhiều lắm. Có lẽ là vì như nè, cái kịch tính được cường điệu hóa trong mọi biến đổi cảm xúc của nhân vật ánh dao á, khiến cho mọi người thấy nó không có giống như người bình thường. Bản thân ánh dao là người không giống người bình thường. Đúng. Do đó tôi giống ánh dao, tôi không giống sân khấu. Và nếu tôi gặp ánh dao ngoài đời và tôi hỏi là ánh dao muốn đi coi cine hay muốn đi coi hát, muốn đi Hollywood hay đi Broadway, ánh dao là người sẽ chọn Broadway. Do đó tôi đã làm như cái ánh dao trong tôi đã đặt yêu cầu ra với cái tôi diễn viên của mình. Rất vui nếu cái điều đó làm hài lòng một ai đó, và cũng rất vui nếu điều đó đã không làm hài lòng một ai đó, vì ánh dao là người luôn muốn không làm cho người khác hài lòng. Cô ấy muốn rằng là người ta khó chịu và giữ một cái khoảng cách an toàn. Chúng ta thấy ánh dao không một lần rơi lệ, mặc dù cái cuộc đời đó của người con gái trong dòng tộc đó, nhưng lại là khách lạ ở nhờ trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng trong suốt tất cả những phân đoạn của ánh dao, tôi quyết định không để cho cô gái này, ngay cả khi cuộc mình trong lòng người tình được mình trả tiền để qua đêm, cô chỉ xin ngủ thở dài cuộc mình lại. Thay vì lúc đó tôi có thể chọn nhiều cách xử lý khác, ví dụ như là tâm sự với người tình, tôi có thể níu dài phân đoạn của tôi lên hình nhiều hơn, tôi có thể khóc. Đương nhiên đạo diễn sẽ rất lấy làm tiếc là nếu phải cắt đi nước mắt của tôi, nhưng mà tôi không chọn. Tôi chọn gai nhọn, và cái đoạn mà ánh dao được bỏ hết tất cả vũ khí là cái đoạn mà cô ấy đi chơi với người ngoài còn vui hơn ăn cơm với người nhà. Còn nếu mà bạn chưa xem Hạnh Phúc Máu thì hãy trên Netflix đó, nên coi liền đi. Bao nhiêu đó là đã thấy cuộc đời cô ba không có tách rời khỏi cái chữ khác biệt được rồi. Bởi vì kể cả cái nhân vật cô ba chọn đóng cũng chọn cái cách thể hiện hoàn toàn khác biệt với tất cả các thành viên còn lại trong cái gia đình. Cái vấn đề mà con mời cô ba đến đây cùng cô ba nghe cái câu chuyện và cái quá trình lớn lên của cô ba nè, đã từ một cô gái bé nhỏ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như bây giờ, thì đã phải trải qua bao nhiêu cái nỗi đau rồi thì mình mới mạnh được như vậy. Mình mới có được cái năng lực là mình tin vào bản thân mình, tin các giá trị của mình, chứ mình không có tin vào mấy cái người lời xung quanh quá nhiều nữa. Mình có thể sống một cách độc lập. Cô ba đã có cần phải trải qua nhiều tổn thương không? Đã có một cái phương pháp nào khác để tạo thành một cái trái tim yêu như hiện tại? Để tái phân tích cuộc đời mình và công thức hóa một cuộc đời á, tôi có thể làm được. Tôi không chọn làm, tại vì tôi không muốn một ai đó, nhất là khi mình là nghệ sĩ, và họ cường điệu hóa cuộc đời và thân phận của họ để phù hợp với một công thức nhất định nào đó mà họ cho rằng là nếu đi theo đúng công thức này sẽ làm nên một vĩ nhân, sẽ làm nên một người nổi tiếng, hoặc sẽ làm nên một thần tượng. Ta hoàn toàn có thể công thức hóa số phận của mỗi con người. Nỗi đau tôi nghĩ là không riêng tôi đâu, Tiến nhiều lắm. Tất cả các bạn ngồi phía bên kia ống kính đang xem chúng tôi cũng nhiều lắm. Khi mà nói về nỗi đau á, tôi khựng lại. Mình bắt đầu mình ngồi mình đếm mà mình biết rằng là đó là việc không thể. Và nếu mà tôi kể ra đây cho bằng hết những nỗi đau của mình thì mọi người nói trời ơi tưởng gì ba đồ quỷ. Nhưng mà trong cái thế giới của nỗi đau á, ta không được phép làm cái phép so sánh. Cách đây không lâu có một cái bài hát của Sơn Tùng. There's no one at all. Or something. Về cái nạn tự tử ở các bạn trẻ. Và lúc đó tôi có một cái cuộc nói chuyện. Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta biết một người trẻ sắp kết liễu đời sống của mình? Chúng ta sẽ nói mày bị gì, mày bị buồn hả? Cái thằng đó đỏ, ô trời ơi, cái thằng đó đâu đáng gì. Chuyện mày buồn chưa bằng chuyện của tao mới là ghê nè. Có một khoảng thời gian phong trào Me Too cũng xuất hiện rất nhiều các bạn nữ trẻ, và không chỉ nữ, cả nam nữa, những nạn nhân của lạm dụng tình dục thuở ấu thơ. Lúc đó cũng
dấy lên song song đó một cái trào lưu là ui ba cái đó là cái gì tụi bay vượt qua được mà làm gì tao vượt qua tới cỡ nào, tao còn bị hiếp tới cỡ nào luôn á, tụi bay mới là với quần cò cò quẹt quẹt thôi nha. Tao là bên kia là chúng ta mang nỗi đau và vết thương ra so bì với nhau, và đó là điều bất khả, điều không thể. Đồng nếu ý. Hỏi tôi có nhiều nỗi đau không, nhiều, đối với tôi là nhiều. Nó có đau dữ lắm không? Không tin được là ngày hôm nay mình vẫn ngồi ở đây. Và liệu những nỗi đau đó có phải là công thức làm nên cá thể tôi ngày hôm nay không? Đương nhiên. Vậy có cách nào khác trở nên như tôi mà đi một con đường khác kém đau không? Tôi không tin. Để trở thành bất kỳ ai, thậm chí có những người các bạn sẽ thấy là họ rất là an toàn. Có những người như thế họ sinh ra cho gia đình. Có những người họ ở rất lâu trong một công việc và không thay đổi chức vụ, cũng không thay đổi thu nhập nhiều. Và bạn tưởng rằng cuộc sống của họ êm đềm. Họ đã phải rất đau để sống an toàn. Rất đau khi từ chối rằng tôi sẽ không phải là một cánh chim đầy tham vọng. Tôi sẽ không vươn tới những ngôi sao. Tôi sẽ không đi theo ước mơ của mình. Tôi sẽ không thi vào trường mà mình muốn. Tôi sẽ thi vào trường mà bố mẹ muốn. Tôi sẽ không đi ra ngoài và làm cái gì tôi muốn, mà tôi sẽ đi vào một công ty nhà nước để có được cái bảo hiểm khi tôi về già. Đó cũng là nỗi đau. Không có con đường nào là an toàn cả. Nghĩa là chúng ta sẽ không thể so sánh được nỗi đau, bởi vì cơ bản là ngưỡng chịu đau của mọi người là không giống nhau. Cuộc sống mà người ta gọi là an nhàn ổn định thì sẽ có những nỗi đau của cái sự an nhàn. Có thể nó chỉ đơn giản là những cái việc rất là vụn vặt hàng ngày thôi, nhưng mà đối với họ đó là điều quan trọng. Và ngược lại, đối với những cái người mà hay bay nhảy ra ngoài hay thích mạo hiểm thì đôi khi cái nỗi đau của họ nó lại là một cái điều khác. Và cái người mà tập cho mình chai sần đi rồi để có thể chịu đựng được nhiều nỗi đau hơn rồi sẽ đau vì một cái điều gì đó đôi khi còn đơn giản hơn những cái mà họ đã chịu trước đó. Cho nên mình hồi sau so sánh ở đây. Tuy nhiên, lý do Jack Thi Miu khác biệt với những cái người xung quanh mình là như thế nào? Bởi vì cái chủ đề hôm nay con muốn là nếu như con thấy mình khác biệt với xung quanh, vậy thì con đang đúng hay con đang sai? Cái sự khác biệt này của con so với xung quanh, con nên giữ hay con nên đổi? Vậy thì phải làm sao để mình xác định được điều này, để trả lời câu hỏi đó cho chính mình rằng mình là ai? Con biết là đôi khi cả cuộc đời của mình có nhiều người chỉ dành 50 năm, thậm chí 70 năm, thậm chí cả cuộc đời để tìm cho mình cái câu trả lời mình là ai thôi. Nó là khó khăn rồi. Nếu như mà mình có một cái phương pháp nào đó hay một cái cách nào đó để giúp người ta có thể rút ngắn được cái thời gian tìm kiếm được chính mình thì biết đâu nó tốt hơn. Tại vì cô ba là người theo đạo Công giáo, tin vào Thượng Đế, tin vào Chúa Trời và tin rằng có những con đường nó dài vì nó cần phải dài. Có những người sinh ra người ta gọi là thật ngậm thìa bạc ở trong miệng á, là họ sinh ra là họ đã được trải bày tất cả những cái thành công thành đạt rồi vì nó cần phải thế. Và vì sao chúng ta không phải là những người để phán xét là vì sao người kia phải đi đường vòng để đạt được đến thành công? Và có những người đạt được đến thành công rất dễ, tại sao lại ưu đãi người đó? Tại sao có những người rất ác và sống rất lâu? Tại sao những kẻ rất ác và sống rất thảnh thơi đó? Thì câu trả lời không phải là do chúng ta trả lời. Chúng ta có thể nhìn ở ngoài và chúng ta gọi đó là thảnh thơi. Ý thứ nhất trong câu hỏi của con là con thấy con khác biệt và làm sao để biết là cái khác biệt đó là tốt, con nên đi theo. Nên giữ. Hay cái khác biệt đó là một cái điều không tốt, không đúng hoặc là không phù hợp gì đó mà mình nên bỏ. Nó liên quan đến cái mệnh đề sau khi mà Tiến hỏi cô là vẽ chân dung của chính mình sớm hay là muộn trong đời. Thì chân dung của một người cô nghĩ là nó nên... Giá như nó có thể được vẽ sớm. Làm việc nhiều với các bạn trẻ, con vẫn ước gì giá như người ta tập cho con trẻ vẽ chân dung của mình từ năm cấp 2 kìa. Nó bắt đầu nó xác định từ những cái điều rất là cơ bản. Đầu tiên, thôi nôi, người ta sẽ bày trước em bé rất là nhiều món đồ. Em bé thích cái gì bốc cái đó, người ta nói lớn lên đứa này nó làm cái nghề này. Cầm cái bút lên là lớn lên sẽ đi làm thầy cô giáo. Vậy lớn lên đi bán bút bì Thiên Long. Phụ huynh sẽ reo mừng khi con cái định hình được cho mình cái đầu tiên. Và cái đầu tiên đó là cái gì? Cái đó nó chưa định rõ là tham vọng của bạn sẽ là gì, mơ ước của bạn sẽ là gì. Nó chỉ là công cụ thỏa đáp nhu cầu sống cơ bản, tức cái công việc bạn làm, cái nghề của bạn nó sẽ là cái gì. Và cái đó chưa định hình chân dung của một tính cách, một con người. Cái em bé lớn lên thích làm công chúa Barbie, thích coi Walt Disney, thích làm người hùng, thích làm Superman, mặc quần xịp bên ngoài, quần dài bay dù dù. Đó là ước mơ. Và cái ước mơ đó không thôi vẫn chưa định dạng được cho người ta, nhưng cần có ước mơ. Và thường là cái ước mơ này sẽ được người lớn và xã hội ưu ái giết chết một cách rất dịu dàng vào khoảng năm lớp 10, lớp 11. Nó là điều rất là đáng tiếc trong hệ thống giáo dục của mình. Nhu cầu, ước mơ, và sau đó em bắt đầu đi học, em bắt đầu cũng thích làm lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, được thầy cô ghi nhận, thậm chí mấy đứa được làm cờ đỏ vinh vang hẳn lên. Nó bắt đầu nảy nòi tham vọng. Và tham vọng không phải là một từ tiêu cực. Đồng ý. Ta có nhu cầu,
ta có ước mơ, ta có tham vọng. Xong ta đến năm lớp 12, ta mới giật mình ra ta biết ta phải chọn trường. Cái ta mời đi vô học, em muốn làm bác sĩ tại vì ba mẹ em muốn em làm luật sư, kỹ sư, bác sĩ. Giờ em 1-2 muốn làm bác sĩ vô trường cái y cho nó sang. Nhưng mà em sợ máu. Vậy thì cái năm lớp 12 đó là cái năm em bé phải nhìn lại, bạn trẻ phải nhìn lại là cái năng lực của mình nè, nó có nuôi được nhu cầu, ước mơ và tham vọng của mình hay không. Vậy thì nếu cái năng lực của mình nó tồi mà tham vọng của mình nó lớn, một là mình phải nỗ lực vượt bậc. Nếu mà tôi sợ máu mà tôi thích đi vào trường y, tôi sẽ phải học rất là giỏi những môn khoa học tự nhiên nè, tôi sẽ phải luyện không sợ máu nữa nè, tôi phải làm chủ được thần kinh của mình nè chẳng hạn, tôi băng được, tôi phải đạt được cái tham vọng này thì nó mới đáng gọi là tham vọng. Còn nếu mà tôi không rướng nổi thì tôi phải bào mỏng cái tham vọng của mình xuống. Tôi sẽ thu nhỏ cái ước mơ của mình lại. Con người chưa bay được, mình sẽ giống superhero ở chỗ là mình làm việc tốt. Mình sẽ không bay trên trời nhưng mà mình sẽ làm một cái gì đó tốt, mình sẽ giúp một ai đó. Ok, ước mơ được thu nhỏ để phù hợp với năng lực. Xong bốn cái anh bạn này, thì để biết được rằng là sự khác biệt của chúng ta, đến lúc đó thì bạn trẻ bắt đầu hình thành sự khác biệt. Hơi muộn đối với bạn trẻ Việt Nam, thường là các bạn trẻ từ 12 đến 13 tuổi trên thế giới đã nhận ra sự khác biệt của bản ngã mình rồi. Thì ở Việt Nam thì thường là đến độ tuổi cấp 3 các bạn bắt đầu dấy lên phong trào là I'm different, tôi cá tính. Thấy tất cả mọi người ai cũng cá tính, tôi cũng cá tính cho giống mọi người. Dạ. Thì ở đây các bạn, đây là lúc mà người trẻ cần tìm ra cái yếu tố cuối cùng của cái bức chân dung của mình. Cái thứ đó nó không phải là nhu cầu vì nó không phục vụ bạn và nó không mang lại lợi ích gì cho bạn cả. Thứ đó nó không phải ước mơ vì ước mơ sẽ làm bạn hạnh phúc, thứ đó đôi khi sẽ làm bạn rất đau khổ. Thứ đó không phải tham vọng vì nó không đưa bạn, nó không thỏa đáp cho bạn cái việc, cái nhu cầu được nhìn nhận bởi xã hội và mọi người. Nó không phục vụ gì cho bạn, nó lấy đi của bạn rất nhiều. Thậm chí nó đòi hỏi bạn phải hy sinh cả tham vọng, nhu cầu lẫn ước mơ để đạt được nó. Vậy nó là cái gì vậy? Nó là sứ mệnh. Vậy thì nếu bạn trẻ lúc đó biết cái sứ mệnh mình sinh ra lên đời để làm gì, thì cái sự khác biệt kia có khác mọi người đến mấy, có bị mọi người lên án đến mấy, chuyện nó không quan trọng nữa. Nhưng nếu bạn chỉ khác biệt chỉ để cho có, thì dạ, nó nên ngừng lại. Và nó sẽ ngừng lại tại vì bạn không thể đeo đuổi nó lâu đến như vậy. Tại vì khác biệt á, rất mệt và rất mỏi. Bạn sẽ xả vai rất sớm. Ví dụ, những bạn trẻ mà cái hồi mà người ta đốn mấy cái cây ở ngoài đường Tôn Đức Thắng, thế là có mấy bạn trẻ nói, ôi em đi học cái con đường này nhiều lần lắm, em muốn ra em ôm cái thân cây để em cảm ơn cái bóng mát đó. Rất nhiều bạn trẻ và là người tỉnh, giống như người Sài Gòn, mấy bạn sinh viên tỉnh, các bạn chia nhau những cái bông hồng miễn phí đặt lên những cái gốc cây và đứng ôm gốc cây, và nhiều người lớn đi ngang nói là ăn của cha, công cha của mẹ rồi đi ra đây làm chuyện giống ai. Các bạn ấy biết vì sao các bạn ấy làm điều đó. Các bạn ấy làm điều đó không phải vì nhu cầu khác biệt, mà cái sứ mệnh. Và cái việc ôm một cái cây hay bảo vệ cái bóng râm cho thành phố, bảo vệ màu xanh cho thành phố, cái điều đó nó không phục vụ cho lợi nhuận của các bạn, không phục vụ nhu cầu cơ bản. Nó cũng không phải mơ ước của bạn, không ai mơ ước để bảo vệ cây. Và nó cũng không phục vụ tham vọng cho bạn, vì bạn không được nhìn nhận, bạn bị dè biểu chứ bạn không có được nhìn nhận. Thì từ những bạn trẻ đó, họ đã hình thành nên cái khái niệm cơ bản về sứ mệnh. Và khi bạn phục vụ cho sứ mệnh, tự nhiên bạn khác biệt. Một nhà khoa học điên rồ với sứ mệnh của mình sẽ Eureka và chạy nhông ra ngoài đường khi khám phá ra một điều gì đó. Nhạc sĩ thiên tài khi ý thức được sứ mệnh của mình có thể ngồi bên vệ hè và chơi đàn miễn phí cho người đi đường nghe. Đó là những con người điên rồ khi xác định được sứ mệnh, hoặc một cái từ khác mà trong môi trường giáo dục ta hay sử dụng, đó là lý tưởng. Thì khi bạn có sứ mệnh, lý tưởng một cách rất rõ ràng á, sự khác biệt kia nó chỉ là công cụ phục vụ, chỉ là một cái điều nó xảy ra trên con đường bạn phục vụ cho cái sứ mệnh đó. Ngày nay người ta không tin là vẫn có những bạn thanh niên trẻ đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Người ta không tin nhưng bạn ấy vẫn làm. Gia đình nói mày không giống ai hết vậy con, sao người ta lên Sài Gòn, người ta đi thi đại học đi, nói mình đi đăng ký này, mình đâu có phá làng phá xóm gì đâu, mày đi nghĩa vụ quân sự làm chi vậy? Vì bạn ấy muốn cái cảm giác người thanh niên trở thành người đàn ông cầm súng và bảo vệ cho một cái gì đó. Sứ mệnh đã được hình thành. Nãy giờ trong cái quá trình phân tích của cô ba, có một số cái chỗ này còn lấn cấn nè. Đúng ngay cái chỗ đó nhiều khi nó lại ra nguyên một cái số podcast dài 4 tiếng nữa đó.
đó là ở cái chỗ các bạn chỉ mới cấp 2, cấp 3 thôi. Các bạn biết được cái ước mơ, các bạn biết được cái tham vọng của mình. Nhưng kêu các bạn tự đánh giá coi là năng lực của mình có thỏa đáng được cái tham vọng đó hay không, làm sao đánh giá được, bởi vì tham vọng là cái ở tương lai. Còn hiện tại đôi khi chính mình còn không biết mình có cái gì nữa. Và cùng con, chính con đã từng loay hoay bởi vì không biết mình có cái gì trong người của mình. Mình biết là mình yêu thích âm nhạc, nhưng mà mình không có thể nào tự mình biết được rằng là mình có khả năng để đi với con đường mà mình yêu thích là âm nhạc hay không. Và con đã từng từ bỏ âm nhạc bởi vì mình cố gắng với nó mười mấy năm rồi và mình không vượt qua được cái giới hạn vốn có của mình. Con bỏ âm nhạc tới mức mà một cái thằng mà có thể đi nghêu ngao ngoài đường la hát sùm tới dừng đèn đỏ mà bao nhiêu người quay lại nhìn mình. Mình yêu thích mình bất chấp. Lúc đó mình chỉ mình và âm nhạc của mình thôi, mình không có thấy được những cái ánh nhìn đó. Và cái đứa sao mình chở sau lưng là cái đứa bị mắc cỡ chứ mình không có mắc cỡ. Một cái thằng đã từng như vậy mà 2 năm trời không nghe một bài nhạc nào, cái cổ họng nó không ngân nga một cứ bất cứ một loại âm thanh có tiếng nhạc nào trong đó cả. Thì một ngày đi nghe Tăng Phúc hát trong cái phòng trà chung với mấy anh chị do Hạnh Phúc Báo nè, lúc đó chưa có đóng phim nữa, cái nghe mới hát tới bài thứ 2 thôi. Khoan, hôm đó không có cô ba, lúc đó chưa có đóng phim, là mới đi tụ tập chưa đóng phim và chưa có tới cái lúc mà cầu cứu cô ba. Tôi biết mà, tôi nói là chưa đóng phim mà, chứ thiệt anh nói thì cũng nhớ là lúc nào nữa. Thì cô ba biết không, mới tới bài hát thứ 2 thôi, nước mắt rớt đợp đợp. Mấy Kim Quyền mới hỏi, ủa Phúc nó chưa có hát bài buồn tới nỗi mà con phải khóc mà. Nhưng mà thật ra đó không phải là mình khóc vì cái bài hát, mà con khóc bởi vì khóc để tan một giấc mơ đấy. Bạn ấy đủ can đảm để sống với cái giấc mơ của bạn ấy từ cái lúc mà đi xô còn phải ngồi xe ôm nón bảo hiểm các thứ, sống tới giờ này. Mày hèn nhát quá tiếng ơi. No con, mày không có dám sống với nó, mày đã bỏ nó 2 năm rồi. 2 năm là một phần cuộc đời con. Con đã giết chết một phần cuộc đời mình cho giấc mơ đó, con không phản bội nó. Tôn trọng giấc mơ đó. Con biết rằng là thôi thì mình đã nỗ lực, mình rướng lên để to lớn bằng cái giấc mơ của mình. Nhưng mà nó có một cái cản lực gì đó, không phải ai rướng là được. Không phải cố thật nhiều rồi sẽ được thật nhiều. Và con đã ngừng lại. Con đã ngừng lại vì con yêu và con tôn trọng nó. Có nhiều cách để yêu âm nhạc lắm. Có nhiều cách để yêu nghệ thuật lắm. Ở tư cách là làm ra nó, ở tư cách là một mạnh thường quân, ở tư cách trở thành chính nó, hay ở tư cách ngưỡng mộ nó. Con không yêu nghệ thuật, con yêu biểu diễn ca hát. Con không thích làm ca sĩ, con chỉ thích làm một dược sĩ đứng hát mà người ta phải nể mình. Lý tưởng của con không phải là một cái bài hát viral mà cả xã hội đều hát cái bài của mình. Nhưng mình phải là một cái người hát mà sẽ có những khán giả riêng của mình và họ sẽ phải nói là à, bạn này biết hát. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà rồi con đã từ bỏ. Thời điểm chưa quay Hạnh Phúc Báo là cách đây chỉ có 2-3 năm thôi. Lúc đó đã là một cái thằng dược sĩ tiếng, tự chủ về tài chính, có biết bao nhiêu là nhân viên bên dưới, đã đi nói thuyết giảng, biết bao nhiêu điều dạy cho người ta, biết bao nhiêu cái bài học ở trong cuộc đời của người ta. Nhưng mình không có dạy dưới được cái bài học của cuộc đời mình. Mình không có biết được là cái năng lực của mình có đưa nên đi tiếp cái con đường đó hay không. Mình đi tiếp thì có khi nào tới cuối con đường mình hết cuộc đời rồi mình cũng vẫn không có kết quả với nó. Hay là mình nên dừng lại và chuyển sang một cái con đường khác. Một cái thằng tiếng 20 mấy, gần 30 tuổi còn không giải đáp được cái câu hỏi là năng lực của mình có thỏa mãn được cái khát khao, cái tham vọng của mình hay không, thì mấy bạn trẻ này làm sao, phải làm sao? Con ơi, trong chính cái quá trình con đặt câu hỏi là có nên đi tiếp hay không, tại vì hoàn toàn không phải là thằng Tiến không có khả năng làm điều đó, cố nữa có thể được đó. Nhưng mà ở cái tư duy của một nhà đầu tư thời gian, thì mỗi một bạn trẻ sẽ quyết định là tôi có chấp nhận tiếp tục đeo đuổi dự án này không, hay tôi xuống hố với nó. Nếu tình yêu kia đủ lớn, khô máu à nha, xuống sát với giấc mơ mình luôn. Một là mình bay lên với nó, hai là mình chết, die trying, mình chết trong khi đang cố gắng. Còn con, trong cái quá trình cân nhắc cầm lên và đặt xuống đó, Tiến đã vẽ nên chân dung của mình rồi đó. Chân dung của một nhà đầu tư. Đó chính là cái góc độ con người của con mà cô ba rất thích. Mãi cho đến khi mình cùng nhau làm việc, có một cái buổi chiều khi mà con ngồi xuống và con xả hết ra với cô ba. Và lúc đó cô nhìn con ở cái góc độ là cái mindset, cái tư duy của con là tư duy của một nhà khoa học đó, là cái góc độ cô thích nhất ở Tiến, vì đó là điều cô sẽ không bao giờ có được. Và kể từ cái buổi chiều đó chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau á, cô biết cô tin con người này được, đồng hành với người này cô vững tâm lắm. Có một sự điên rồ và gần như là si cuồng trong cách con làm, nhưng cùng lúc con vô cùng tỉnh. Con biết rằng là ngày nào cái người mà con yêu đơn phương đi vẫn còn có khả năng quay trở lại và ban cho con một cái tình yêu tương tự xứng đáng với tình yêu của con. Nhưng con luôn biết cách dừng lại trước khi trở thành một thằng si cuồng, trước khi trở thành trượt sâu vào cái hố si tình đó. Con luôn
là người biết dừng cuộc chơi. Và đó chính là một nét cực kỳ đậm trong cái chân dung cá nhân của con. Ở cô ba là người sẽ die trying. Yeah. Có lần cô ba nói là lâu lắm rồi mình không có yêu đơn phương ai. Yeah. Nhớ cảm giác yêu đơn phương quá. Cái xong mấy đứa bạn nói mày điên hay sao mà thích yêu đơn phương. Tại yêu đơn phương khổ lắm. It doesn't matter, nó không quan tâm. Tôi không quan tâm là cái bạn kia bạn có cần yêu lại hay bạn có biết đến sự tồn tại của tôi hay không. Tôi không quan tâm đến điều đó. Quan trọng là tôi đang được ở trong tình yêu. I am in love. Và cái điều đó đối với cô đã là đủ. I'm fighting for love. Tôi đang đấu tranh cho cái ước mơ đó, cho cái tình yêu đó hay cho cái con người đó. Là được. Cô ba là kẻ sẽ không biết giới hạn. Cho nên cô ba rất khâm phục những người biết đặt ra cái barrier cho mình. Dù để đặt ra cái barrier đó giữa con và cô ba, nhiều người sẽ nói ô cô ba quả là một cô gái dũng cảm đi đến cùng giấc mơ của mình. Các bạn ơi, đặt xuống cái barrier và nói rằng từ nay mày không được mơ nữa. Nó đau hơn là đeo đuổi tình yêu đến cùng rất nhiều. Đó là nỗi đau của người trưởng thành mà con có mà cô ba không có đó. Cũng chính vì như vậy á, ngày hôm nay cô muốn là cô cháu mình ở đây, hai người ở hai cái kiểu tư duy khác nhau, giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Có một cái bạn trẻ ngồi đây hỏi anh Tiến, hỏi chị Miu là bây giờ có nên tiếp tục cái con đường mà em yêu thích hay không, thì hai người sẽ cho lời khuyên như thế nào? Con ví dụ này, có một cái trường hợp này nè, đam mê ca hát đi, mình nghe mình thấy là bạn không vô nhịp được, bạn không vô tâm được, thì thông thường đó sẽ là cái ca mà các thầy cô sẽ từ chối bởi vì không có cảm âm, và đó cũng thông thường sẽ là cái ca mà khó vô cùng. Vậy thì rõ ràng là đối với bạn đó, nếu mà muốn đi theo cái con đường làm ca hát và mưu sinh bằng cái nghề ca hát này, thì phải chăng là mình đang nhìn thấy một con người đang đâm đầu vào ngõ cụt và họ đang cầu cứu mình để xin lời khuyên, nhưng mà bản thân họ không có nhìn nhận được là họ không có cảm âm, họ không biết điều đó. Cái phương thức nào để con với cô ba có thể nói cho bạn họ xin mình lời khuyên chỗ này à? Không dám trả lời. Tại vì trả lời cái đường nào mà người ta thành công thì người ta cảm ơn mình lắm, mà người ta không thành công đó thì người ta sẽ oán trách mình, bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi với cái sự lời khuyên của mình nữa. Mình chỉ cho các bạn trẻ đi cái cách để các bạn tự phân tích cái cuộc đời các bạn đi, thì sẽ phải tự phân tích thế nào. Và nếu như cô ba là cái người trong trường hợp đó nè, cô ba rất yêu âm nhạc nè, mà ai cũng kêu là Miu ơi, mày không hát được đâu, mày không vô nhịp, mày không vô tâm được, mày không có cảm âm, mày đừng có đi theo âm nhạc, thì cô ba sẽ chọn nghe theo người ta hay cô ba vẫn sẽ đâm đầu tới cùng và rốt cuộc là nguyên cái con đường đó cô ba không hát được và cô ba không có show để hát? Đảm bảo nhu cầu tối thiểu của con người là nhu cầu ăn ngủ, các cơ nhu cầu cơ bản không đáp ứng được luôn, thì làm sao mình tồn tại được để mà đi theo cái con đường đó? Thứ nhất á, là nếu mà nói một cách có khoa học thì nó có cái thứ bậc trong cái hệ giá trị. Cái nhu cầu là cái cơ bản, là cái thấp nhất. Âm nhạc mình tạm gọi, ví dụ như trong nhiều trường hợp các bạn khác, nó có thể là diễn xuất, nó có thể là thời trang hoặc là âm nhạc gì đó, nó có thể là chỉ là một cái ước mơ thôi. Và cái ước mơ đó nó mạnh mà nó cụ thể đến mức nó trở thành tham vọng. Sự khác biệt giữa ước mơ và tham vọng là ước mơ thì không có plan, không có kế hoạch, mà tham vọng thì có. Vậy thì mình có thể phân biệt được, không có ai có kế hoạch để trở thành Spider-Man, nhưng để trở thành một ca sĩ chúng ta có kế hoạch trong cho đi học thanh nhạc. Cái anh tham vọng này á, sẽ được đánh giá là tham vọng đúng đắn một khi anh thỏa đáp được những cái nhu cầu bên dưới. Tức là anh phải thỏa đáp luôn được cái nhu cầu cơ bản là sống nè, là con cái công việc nè. Còn nếu mà đây nó là nghệ thuật, nó không nuôi sống được mình á, bạn vẫn phải học hành, phấn đấu, nỗ lực để thỏa đáp cái tầng cơ bản này trước nè. Bạn xong cái này bạn mới có quyền tham vọng. Tại sao một người nông dân họ sẽ không có tham vọng ngoài cái đúng cái cánh đồng của họ, cái biên giới cánh đồng của họ mà thôi. Tại vì đó, cái hệ giá trị của họ chỉ đến đó. Còn nếu bây giờ bạn muốn vươn xa hơn thì bạn vẫn phải có cái cánh đồng của mình. Bạn vẫn đang phải canh tác trên nó tốt, bạn vẫn phải có thu nhập, bạn vẫn phải chăm sóc cho một ai đó, có thể là cha mẹ, có thể là gia đình. Rồi chúng ta nói đến tham vọng. Cái anh tham vọng, tất cả những anh còn lại, từ ước mơ cho đến nhu cầu cho đến tham vọng, chỉ được cấp phép duyệt khi chúng ta đo thử nó vừa vặn vào cái anh năng lực. Năng lực là cái anh ở trên này kiểm tra, ba anh ở dưới, tham vọng, mơ ước, nhu cầu. Nhu cầu cái gì cũng muốn hết, năng lực có chút xíu là không được rồi ha, là mình phải điều chỉnh cái này lại. Tương tự như vậy, cảm âm không được, đòi làm ca sĩ, vừa làm khổ thanh quản mẹ cha cho mình, vừa bạo hành thính giác của người khác, mình không đàng hoàng rồi, mình không tử tế rồi. Vậy làm sao để mình biết được? Thứ nhất, cô cho rằng là cái cách mà Tiến sử dụng rất là hay, đó là cho mình một cái deadline. Đúng. I'll give you 2 years. Tôi sẽ cho bạn, bạn tự nói với mình, mình yêu cái này quá, mình sẽ cho mình 2 năm để học điên cuồng, để phải giỏi cho bằng được, để phải ít nhất có một sự tiến triển, dẫu chậm đến mấy như con sen thì cũng phải có một sự tiến triển. Và 2 năm đó để hỏi lòng mình đã mệt mỏi chưa, đã chán chưa. Tại chúng ta trẻ, chúng ta rất mau chán.
và có thể là giấc mơ ngày hôm nay sẽ không còn là giấc mơ của ngày mai nữa. Cái cách của Tiến cô rất là ủng hộ, đó là cho mình một cái deadline, cho phép mình chiến đến tận cùng nhưng chỉ trong cái khoảng thời gian đó. Vẫn trong khoảng thời gian đó bạn không đạt được đến một cái trình độ về năng lực để thỏa đáp được tham vọng của bạn, chúng ta mở một chương mới của cuộc đời, quên đi giấc mơ cũ. Quên không được, bạn vẫn có thể, như là Tiến nói đó, có thể là một người hát hay nè. Chúng ta sẽ không hát với một big band trong một cái thánh đường vĩ đại. Chúng ta có thể có một nhóm nhạc nhỏ nhỏ để vui với nhau và vui với một đôi vài khán giả nào đó hiểu mình, tâm đắc với mình. Hãy nhìn những bạn trẻ ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thật là nhiều bạn trong số đó hát chưa có hay, chưa có hay đâu. Họ đặt tình vào cái câu hát của họ rất nhiều, nhưng mà cách giọng của các bạn còn yếu này, cái cách xử lý mic của các bạn cũng chưa tốt này, các bạn còn vụng về nhiều thứ lắm. Nhưng các bạn có 5-3 đôi bạn trẻ đứng nghe mình thôi. Lúc mà cô Ba đi dạo trên đường Nguyễn Huệ, cô Ba mến những cái hình ảnh đó vô cùng luôn. Hồi sau Mon Men lại hỏi là em học trường nào. Dạ em học quản trị kinh doanh. Dạ. Bảo vậy là nó không liên quan gì đến âm nhạc ạ. Dạ không. Nghĩa là bạn ấy vẫn phải làm cái công việc của một con người, tối thiểu là phải nuôi được mình, sống ở trên đời phải nuôi được mình. Đồng ý. Và vẫn có một cái cách để mà hạnh phúc với cái ước mơ đã được thu nhỏ vừa chừng của mình. Trong 2 năm đó bạn có thể tự hỏi mình thêm một câu hỏi, này là câu hỏi để cho cái gọi là emergency exit, gọi là con đường thoát hiểm của bạn á. Nếu giả sử trong tình huống xấu nhất, tôi sẽ không bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn, tôi sẽ không bao giờ có một fan club chạy theo xin chữ ký, tôi sẽ không bao giờ được trở thành một ngôi sao nổi tiếng, is it okay? Liệu tôi có ổn không? Tôi sẽ muôn đời và tôi sẽ đi làm rất nhiều để dư ra khoản tiền là tháng nào tôi cũng sẽ phải đi học thanh nhạc hết. Tháng nào tôi cũng sẽ phải nhờ một người giỏi hơn tôi để luyện thanh cho tôi. Nhưng tôi sẽ được tập hát. Tôi được tập hát từ đây đến cuối đời. Tôi có hạnh phúc với điều đó hay không? Mà nếu trong tâm hồn bạn nói phải làm người sập bư vậy nè. Vậy thì bạn phải nỗ lực dữ lắm đó. Dữ lắm đó. Còn nếu trong lòng bạn nói là được, tôi yêu âm nhạc đến như vậy mà. Kể một câu chuyện có liên quan đến một người trong giới. Yeah. Một người mà tôi gọi là anh, nhưng mà thật sự tất cả mọi người đều gọi là bác. Yeah. Bác Nam. Là một photographer. Yeah. Đời đầu cũng là có thể nói là người thợ nhiếp ảnh đã thu trong ống kính của mình hình ảnh của tất cả những người đẹp trong huyền thoại của văn nghệ Sài Gòn sau 1975 cho đến giờ luôn á. Nghĩa là cái người đó rất là giỏi và anh chị em trong nghề nể. Và ai cũng gọi là bác hết á. Cứ là bác. Thì một ngày đẹp trời, bác ấy hát. Trước đó là không ai có cái dấu hiệu gì là bác hát hết. Từ trước đó ở hành xử bình thường và khỏe mạnh. Một ngày đẹp trời khi mà cái vị trí của anh ấy ở trong cái giới nhiếp ảnh hay trong giới thời trang nó đã quá vững chắc, nó thành tượng đài rồi. Anh ấy hát. Và tất cả những người chưa nghe anh ấy hát đâu đó. Bác Nam khủng hoảng tuổi trung niên rồi. Và sau đó anh sang nước ngoài sống với gia đình. Và vẫn hát. Lúc này bác Nam hát cho mình nghe hay hát như một công việc? Hát cho mình nghe. Dạ. Hát cho mình nghe nhưng lại con biết cái nhu cầu của người hát mà. Dạ. Như nhu cầu của người yêu vậy đó. Dạ. Như nhu cầu của người nói, muốn nói có người trả lời. Dạ. Muốn hát có người nghe. Anh ấy mới làm ra những cái đêm nhạc của riêng anh ấy với bạn bè. Hay dạ. Là làm ra những cái cuốn album đầu tiên. Chuyến vừa rồi ngay trong thời điểm này thì anh ấy vừa mới về lại Sài Gòn. Làm 1-2 đêm nhạc. Và điều ngạc nhiên đối với tôi đó là có rất nhiều bạn trẻ đã đến đó mà con nghe bác lâu lắm rồi, con chỉ muốn ôm bác một cái. Nghe về bác Nam vì điều gì? Tại vì cái người mà đã khao khát nghệ thuật từ rất lâu á. Dạ. Nó có một cái độ nén. Và khi đến một cái độ tuổi mà đương nhiên là sự trẻ trung hay là không phải là một nam thần sexy ở trên sân khấu ca nhạc nữa. Đó là một người kể chuyện thật sự bằng âm nhạc. Và một người đã phải chờ cả quãng đời của mình á để trân quý từng cái phát âm, từng cái nốt nhạc nó đi sâu vào lòng người nghe. Và nghiễm nhiên người làm cái công việc nhiếp ảnh năm xưa đã một vị thế lẫy lừng rồi, nghiễm nhiên là bây giờ anh ấy đã có rất nhiều khán giả ái mộ của riêng mình. Không tham gia ở những đại nhạc hội, không xuất hiện trên truyền hình hay các kênh truyền thông như tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn, chỉ là một nghệ sĩ thôi, đã từng kể câu chuyện bằng ánh sáng và màu sắc và ngày nay kể câu chuyện bằng âm nhạc. Cái giai đoạn mà bác Nam ở Việt Nam và bắt đầu hát lần đầu tiên cho mọi người nghe thì cái giọng hát như thế nào mà mọi người lại đùa với nhau rằng là khủng hoảng tuổi trung niên, bác Nam khủng hoảng tuổi trung niên rồi? Đơn giản là người ta không tin vào người bắt đầu một giấc mơ quá muộn. Dạ. Thậm chí là những lời nói đùa đó đến từ những người chưa từng nghe này ha. Sau này
khi bác Nam đã đi một thời gian quay trở về, giọng hát có một cái sự thay đổi hoàn toàn hay là cũng là cái chất đó, màu đó ạ? Vẫn là cái chất đó, vẫn là cái màu đó. Là cái sự bền bỉ, tôi đi tìm tri kỷ, tri âm. Bền bỉ, dẫu không còn một tri âm trên đời thì tôi vẫn hát cho tôi. Dạ. Yeah. Trái tim tôi vẫn hát cho cái tai tôi nghe thôi cũng được. Chắc chắn rằng là bản thân cô ba chưa bao giờ nói chuyện với bác về cái vấn đề này nha. Yeah. Cô chỉ có theo dõi và cô nghĩ đây là một cái case study cực kỳ thú vị. Về những giấc mơ mụ, cô băn khoăn rất nhiều về độ tuổi của nghệ sĩ tại Việt Nam. Nghệ sĩ giải trí khác, nhưng mà nếu mà tình yêu đó là nghệ thuật thật sự thì nó không có cái range độ tuổi giống như ở trong cái ngành công nghệ giải trí. Yeah. Vậy thì người ta phải phân biệt cái đó ra rõ ràng. Không có gì là ngừng lại. Và đối với cái người đó, cô rất muốn là con thử mời bác, nếu mà bác có đang ở Việt Nam, thử hỏi về câu chuyện về giấc mơ đó đi. Yeah. Tại sao một người có thể kiên trì và biết rằng rất nhiều người cũng đang chê cười hoặc phủ nhận mình lắm. Yeah. Nhưng mà cô không cần biết người đó có hát hay không, cô chỉ biết rằng là một người yêu cái giấc mơ của mình và tôn trọng giấc mơ của mình đến mức không cho phép ai khác xúc phạm giấc mơ hoặc khả năng thực hiện giấc mơ của mình. Chúng ta vẫn có thể chờ. Người đàn ông đó đã mất hàng chục năm để đi cho trọn giấc mơ nhiếp ảnh của mình và đã đạt thành tựu và vẫn không thất hẹn với một cái mộng mơ trong tim nào đó của mình. Quay trở lại và thực hiện giấc mơ đó. Vậy thì ngay cả bạn, một là cái cách của Tiến là nè, chúng ta sẽ cùng nhau thử trong 2 năm, hoặc bây giờ mình phải tốt nghiệp đại học nè, mình phải mua nhà cho má nè, mình phải làm cái này, mình phải làm kia, mình cứ vợ để con, mua nhà, mua xe. Ok, không sao cả. Bạn luôn có thời gian. Chỉ cần bạn đừng quên đó. Chỉ cần mỗi ngày bạn vẫn tập. Chỉ cần trong phòng tắm hay bất cứ với ai đó, bất cứ lúc nào bạn có thể, người ta nói bạn là cái đồ dở hơi, nó đi đến sinh nhật mình mà nó ngồi nó hát không à. Kệ đó, ai nói cũng được. Tại vì bạn đang nuôi cái giấc mơ mình. Chờ cái ngày mình quay trở về, mình đánh thức nó vậy. Cái câu chuyện của một thằng em thực tế ở ngoài đời, ngoài xã hội này của con luôn nè, là bạn ấy từ Hà Nội bay vào Hồ Chí Minh để thực hiện cái giấc mơ ca hát này. Nếu như không kiếm sống bằng cái nghề ca hát á, thứ nhất là bạn không biết làm cái gì hết, không có cái gì khác để làm hết. Còn nếu như phải về Hà Nội để làm một cái công việc văn phòng như là ba mẹ sắp xếp, bạn sống không nổi với cái điều đó. Nếu mà không tự cho mình một cái câu trả lời cuối cùng để bạn biết được rằng là con đường này không thể đi được, cam chịu, chấp nhận cái cuộc sống bình ổn, bình thường mà ba mẹ sắp xếp đó, cái đời sống nhàm chán đó, phải làm cách nào để bạn biết kết quả. Bây giờ ở đây, cứ tiếp tục đi. Có cái vấn đề vậy nè. Thí dụ như là mình xếp hàng á, thì mình còn nhìn được cái đầu hàng đằng kia là nó ở đâu. Hàng còn, này nó xa dữ lắm phải không? Mình cũng như mà mình thấy được nha, thì còn chịu đi. Làm nghệ thuật kể cả khi mình có giọng hát hay luôn nữa cô ba, mình cũng không biết chừng nào tổ gọi tới mình. Mình cũng không biết chừng nào ánh sáng nó mới lé qua mình một chút xíu. Không biết trước tương lai. Thì kể cả những người có giọng hát họ cũng đang phải mù mịt không nhìn thấy được phía trước, thì họ không biết có nên bước tiếp hay không. Bây giờ bước tiếp, bước tới chừng nào mới tới cái nơi đó đây? Tôi đi bộ về nhà với người mà tôi yêu. Tôi sẽ không hỏi bao giờ tới nhà. Tôi đang được đi bên cạnh anh ấy. Và tôi ước con đường cứ dài mãi. Đó là trong trường hợp của ba mới vừa ăn tối xong bụng đã no sẵn rồi. Ở đây là bụng đói, chân trồn. Chúng ta vẫn có thể thu xếp mà. Bạn không thể nói là bạn quay trở về Hà Nội và sống một cách an toàn. Bạn sống không nổi. Nổi hết. Đồng ý. Nổi hết. Và bạn có thể nhắn nhủ với giấc mơ của mình. Không ai giết chết giấc mơ cả. Chúng ta cần thêm một thời gian. Chúng ta bước lui lại mấy bước. Chúng ta đổ xăng, đổ cơm đầy vô trong bụng. Và chúng ta tự đặt ra cho mình câu hỏi là ok, bạn không thể chắc chắn được một ngày rằng là bạn không hát được, bạn không làm nghề. Ví dụ như bây giờ dây thanh quản của bạn nó không phục vụ bạn nữa, rồi bạn chết rồi. Phải làm được một cái gì đó. Rất nhiều nghệ sĩ khi từ giã cái ánh hào quang của mình, họ vẫn sống được trong xã hội. Cái đó là cái tư cách tồn tại tối thiểu của con người. Bây giờ cô ba chiên cái chảo bánh cam, cô ba ra chợ đậu chợ Tân Định, cô ba đứng bán, cô ba cũng phải làm. Nên cái bản năng sinh tồn mà nó chưa được thử thách, cho nên bạn chưa biết về nó đâu. Thử push nó coi. Một là chúng ta tính theo cái cách của Tiến, là chúng ta nỗ lực thêm khoảng thời gian nữa. Nếu không được, ok, chúng ta hồi cung. Yeah. Hai là chúng ta hồi cung trước để trấn an chính mình, để bình tĩnh nhìn lại là mình có giỏi thật không, mình có nên học thêm thời gian không, ngoại hình của mình có phù hợp hay không, thị trường lúc này đã sẵn sàng đón nhận mình hay chưa. Mình bình tĩnh trả lời một loạt câu hỏi. Đồng ý. Có rất nhiều cách. Ở yên lại Sài Gòn mà đừng buông bỏ. Tôi nói là lòng ngực là nơi có trái tim. Thành phố Sài Gòn là nơi có cái hoạt động văn nghệ.
sôi nổi nhất trong cả nước. Đừng buông bỏ lồng ngực khi bạn muốn tiến vào trái tim. Nhưng mà khi bạn còn đang đi vòng ở phổi, bạn chưa vào được tim á, Sài Gòn là đất dễ kiếm sống nhất đó. Bạn có biết là bao nhiêu nghệ sĩ mà bạn đang ngưỡng mộ họ cũng đã phải loay hoay như thế nào? Tôi còn nhớ cái lúc mà cô ba ngồi nói chuyện với lại Đàm á, lúc đó anh tính coi bây giờ một là mình bán gạo, ai cũng cần có gạo để ăn, ngày nào người ta cũng sẽ cần đến mình, hay mình bán bánh, bánh có ngày ăn có ngày không, mình cắt tóc đi, gạo có hôm người ta ăn phở nhưng mà tóc ngày nào cũng mọc. Nghĩa là những người hiện thời đang ở trên đỉnh cao thành công của sự nghiệp giải trí, họ cũng đã phải đẩy cái năng lực sinh tồn của họ đi qua cái bài toán là làm gì để sống đây. Đồng ý. Lý nào bạn không làm được đúng không? Cô ba nói rất đúng ở chỗ là đôi khi mình phải lùi lại đi. Và đừng có nói rằng là mình làm không được. Nếu mình không thể chịu cực để làm một cái nghề nào đó khác, nuôi sống được mình chờ cái ngày mình thành công á, thì nghĩa là bạn không yêu cái giấc mơ của mình đủ lớn đâu. Bạn chỉ yêu bản thân và cái sự tiện nghi của mình mà thôi. Và bạn chỉ yêu phần thưởng của cái mà bạn đang tạm gọi là nghệ thuật. Bạn ơi, nghệ thuật không có phần thưởng. Không có phần thưởng luôn. Cái phần thưởng của chúng ta rất là bé mọn, đúng không Tiên? Đối với con, ở trong Hạnh Phúc Máu có thể là như nào? Có thể là lúc tụi mình đi cine tour chăng? Lúc nghe feedback của khán giả chăng? Hay là lúc nào? Đối với con là cái lúc mà giới làm phim họ tổ chức sự kiện và con được mời đến tham dự cái điều đó. Con được nhìn trong khi nhận. Trước khi Hạnh Phúc Máu ra, mình đã có teaser, mình đã có trailer, mình đã công bố mình là một nhà làm phim rồi. Nhưng con chưa bao giờ được mời đến tham dự một cái sự kiện của những người trong giới cho tới khi Hạnh Phúc Máu được ra mắt. Đối với con đó là đủ rồi. Nghe thích thật. Chắc là nhiều bạn trẻ ngoài kia cũng em cũng làm như vậy anh Tiến ơi. Bạn có biết Tiến đã phải trả giá những cái gì? Tiến phải đi qua những gì? Những cái chuyện mà bị quăng xuống dưới hồ và trời lạnh, cái đó vui, cái đó tụi tôi làm tụi tôi vui lắm. No, nó là cái cảm giác mình không đủ giỏi, cái cảm giác bị phủ nhận, cái cảm giác dẫu mày cố đến mấy mày vẫn là người ngoại cuộc. Cố rướng đến bằng cả trái tim lại bị xô bật trở ra, rướng đến bằng cả trái tim lẫn tiền bạc xô bật trở ra liên tiếp rất nhiều lần, cho đến khi chính bản thân Tiến, cô tin chắc đã có những lúc con đã phải tự hỏi mình là phải chăng người ta đúng, đám đông họ quá đông và quá ồn, đôi khi nghe có vẻ như họ chính là chân lý. Và đau đớn nhất là những lúc mà chính mình tự hỏi mình là hình như mình không làm được thiệt. Đi qua tất cả những cái đó, cái phần thưởng cuối ngày nó nhỏ xíu. Vậy ngày nay bạn đang nói là bạn là một tiếng hát đến từ Hà Nội, bạn đang vào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, bạn ao ước trở thành một ca sĩ. Bạn đã sẵn sàng thật chưa? Thật chưa? Tại game này khó chơi. Và bạn phải đủ yêu nó. Nó không có nuôi bạn đâu nhá. Cái ngày mà nó bắt đầu nuôi bạn á, bạn không nhận ra luôn á. Cái ngày nó bắt đầu nuôi bạn á, bạn không dám xài một đồng mà bạn sẽ để dưới gối á. Bạn phải nuôi nó không à? Làm kinh doanh như tụi con á, có tiền trước rồi mới có tiếng. Nhưng làm nghệ sĩ phải có tiếng rồi mới có tiền. Vậy thì cái thời gian từ đây cho tới lúc mình có tiếng á, tiền ở đâu ra để mình sống, mình thở tới được lúc đó đây? Bắt buộc bạn đang thiếu kỹ năng sinh tồn trong một cái xã hội đang rất là an yên, rất là bình thường, đang không có chuyện gì hết, đang rất công bằng nữa. Thì bây giờ bạn thiếu kỹ năng, bạn phải trang bị. Kỹ năng đầu tiên, kỹ năng sinh tồn như cô ba nói là đúng. Nếu bạn nói là bạn không làm được gì khác ngoài cái chuyện ca hát đó, con nghĩ rằng là ngay cả khi bạn nhận ra cái ca hát của bạn có thiếu một cái kỹ năng nào trong đó đi, thì bạn cũng đã chưa có hoàn toàn hết mình để bổ sung cho nó đầy đủ. Và bạn ơi, nếu bạn chưa bao giờ phải sinh tồn trong cái rừng rậm đời sống này á, có thể bạn sẽ kỹ thuật thanh nhạc của bạn sẽ rất tốt, bạn sẽ hát ra tròn vành rõ chữ. Nhưng chúng tôi sẽ không có nhu cầu nghe tiếng hát từ trong cuốn họng của bạn. Tại cuốn họng nó bắt liền với trái tim. Cái trái tim đầy trầy xước, đầy trải nghiệm. Cái trái tim đã phải đấu tranh để được đứng ở trên sân khấu. Đêm hôm nọ cô đi nghe Sài Gòn Choir Epic, cái bạn gì mà vừa mới đi học ở Broadway về. Và bạn ấy yêu musical đến nỗi tập hợp hết bạn bè của mình lại. Và các bạn có một cái đêm nhỏ nhỏ trong một cái sân khấu nhỏ thôi, ấm cúng thôi, không phải là đại thánh đường. Và các bạn hát một vài trích đoạn ở một số vở kinh điển ra. Và lần lượt từng bạn một đứng đó nói là chúng tôi yêu nhạc kịch ở một cái nơi mà thị trường chưa sẵn sàng cho nhạc kịch, đến nỗi chúng tôi phải làm đủ thứ. Chúng tôi từng bán bánh mì, chúng tôi từng đi dạy, chúng tôi từng tùm lum tối luộc. Cho nên đêm nay tôi cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến đây. Khi mà họ đã đấu tranh và chờ đợi rất lâu rồi á, và họ hát á là những vocalist, họ những là những ca sĩ, họ không phải là những diễn viên, càng không phải là diễn viên nhạc kịch. Nhưng khi người ta chờ đợi đủ lâu á, nó truyền cảm vô cùng.
nó rung động đến từng khán giả ngồi bên dưới. Ví dụ như khán giả người ngoại quốc, người ta hiểu được ca từ thì người ta xúc động. Nhưng mà có những khán giả Việt Nam, người ta xúc động bởi chính cái tôi của người nghệ sĩ chứ không phải của tác phẩm. Mình nhìn ngắm được một cái cô gái không phải là quá lộng lẫy hay là đẹp theo kiểu showbiz của bự con như thế này. Người ta cần sức khỏe và cái hơi tốt thì thường là các bạn nữ rất là bự con. Nhưng mà khi cô ấy hát lên, tôi ngồi dưới và tôi nghĩ, tôi nhìn cái người con gái đó và tôi tưởng tượng đến những tháng ngày cô gái ấy đã phải chờ đợi để được hát thứ âm nhạc mà mình tôn thờ. Nó truyền cảm vô cùng. Vậy nếu bạn là một con gà con mới ra khỏi vỏ trứng và nghĩ rằng có thể đứng ở trên cái vùng sáng đó và truyền cảm đến trái tim của những người đang chai sạc và sinh tồn hàng ngày với công việc của họ, khó lòng bạn chạm đến chúng tôi lắm nếu bạn chưa từng phải đấu tranh để bảo vệ được giấc mơ ca hát của mình. Cho nên tin tôi đi, cái việc mà mình quay trở lại với cuộc đời, sinh tồn và sinh tồn tốt cho bằng được, chăm sóc bản thân mình tốt, chăm sóc gia đình mình tốt, đó chính là những chất liệu vàng để làm nên một người nghệ sĩ toàn tài về sau này. Dạ. Tôi tin như vậy. Cô gặp Tiến nếu mà cách đây từ xa về trước đi ha, ví dụ như là thời còn là sinh viên đi, có lẽ là Tiến sẽ không cảm được nhân vật của Tiến như thế. Nó sẽ không hỗ trợ được con cảm thụ cả cô nữa, hay là cảm thụ âm nhạc được như thế. Nó sẽ không cho con cái khao khát mãnh liệt là trong một cái buổi ra mắt như vậy, con phải cầu toàn và cầu kỳ đến như vậy. Nếu thành công này đến với con dễ dàng mà con chưa từng bầm dập, con sẽ không chia sẻ được cái sự vinh quang đó đến từng người ở trong ekip một cách trân trọng như vậy. Dạ. Nếu như mà con mới sinh ra, mở cổ họng con ra con hát, nó hay như giọng hát của một thiên thần mà không cần phải cố gắng gì hết. Nhiều khi nha, ca hát không còn là đam mê của con nữa đâu. Bây giờ con đam mê cái niềm ca hát đó chỉ đơn giản bởi vì là con đã từng sống chết với nó, đã từng cố gắng với nó, và cứ càng dày da chóc dậy với nó và càng phải bỏ ra quá nhiều thứ cho nó. Nhiều khi mình cũng không có đủ tỉnh táo để mình biết rằng đây là cái sự đam mê hay là cái sự tiếc nuối về những điều mình đã bỏ ra và đã đầu tư, là tiếp tục quay trở về một nhà đầu tư không muốn bị lỗ. Đôi khi con cũng không tỉnh táo để phân biệt được đó. Nhưng mà mình cũng không cần phải tỉnh táo ở cái vấn đề này. Sự tỉnh táo nữa. Cái điều con chỉ biết được rằng là những cái gì mà con đã từng phải trải qua, đúng như cô ba nói, nó cho mình một cái nhìn khác, một cái cách cảm nhận khác, một cái cách thể hiện khác, và một cái cách đối diện với chính những cái yếu kém của mình hoàn toàn khác. Ở một cái thời điểm mà khi mình nhận ra mình yếu kém, mình sẽ từ bỏ. Nó là cái thằng Tiến của hồi đó mới phải ngồi khóc khi mà nghe hai bài hát của Thăng Phúc. Nhưng mà nếu mà một thằng Tiến nó đủ mạnh mẽ hơn, nó mạnh mẽ được như cái cách mà nó dạy cho các sinh viên của nó, nhưng mà cái cách mà nó truyền cảm hứng cho mọi người như là những cái bài đạo lý mà nó rao giảng hàng ngày, thì thực ra nó sẽ giải quyết cái sự yếu kém của mình một cách hoàn toàn khác chứ không phải là từ bỏ. Và cái nhu cầu của thị trường giải trí hay là khán giả của nghệ thuật thì cũng vậy thôi. Mình nhìn đi, có những tiếng hát thiên thần trong nhạc Việt và các bạn trẻ đó vẫn đang phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí là sau tốt nghiệp, để được ghi nhận, để được ghi nhớ đến. Nhưng mà có những tiếng hát kỳ lạ lắm, các bạn sẽ không quên. Ví dụ như có những hiện tượng gần đây như Denver. Nếu không có những trầm ngâm của chàng trai trẻ đó khi chiêm nghiệm về đời sống với anh em trong một quán cà phê, ao ước muốn bỏ đi một nơi nào đó, ao ước đến một ngày nào đó không cần phải làm chúa sơn lâm ở trong củi với chỉ một lon bia ở trong túi mà thôi. Tất cả những tự sự đó nếu không đi từ một Denver, có lẽ là chúng ta sẽ mãi giữ trong tim những người nào yêu Dan. Đó là cái hình ảnh là anh này là ảnh là người quét rác. Ảnh đi từ đó ra nè, ảnh hiểu cái tâm sự, tâm tình của mọi người nè. Chìa khóa thành công, một ngày nào đó Denver gột sạch hình ảnh cũ. Một ngày nào đó Denver tiến công vào thị trường giải trí Mỹ Quốc chẳng hạn, thế này kia đi. Có lẽ chúng ta không còn yêu anh ta như thế nữa. Ngày nào đó anh ta không còn hát về những cái bận tâm của chính chúng ta bây giờ. Ngày nào đó anh ta không còn băn khoăn nghĩ đến mẹ ở nhà để phải mang tiền về cho mẹ, thì có lẽ anh ta không còn là người hùng của rất nhiều bạn trẻ nữa rồi. Từ những cái con đường đi vòng quanh nghệ thuật, nó cho mỗi người chúng ta nhặt nhạnh một cái hành trang, hành lý rất khác biệt để làm nên một dấu ấn khác biệt. Quay trở lại về cái chuyện mà lúc nãy Tiến hỏi cô là cái khác biệt đó ta có nên ngừng lại hay không, nếu ngày nào ta còn điều khiển được nó thì ngừng lại đi. Nhưng nếu ngày nào nó là cái hành trang mà ta nhặt lên chỉ vì con đường ta đi khác với con đường mọi người đi con đường sỏi, hành lý của mọi người sẽ là những viên sỏi tròn. Con đường con đi, con phải đi vòng tuốt qua sa mạc, hành lý của con sẽ chỉ có cát và xương rồng. Sự khác biệt nó nằm ở đó, không thay đổi và con không ngừng nó được. Vậy ngày nào nói là em mình khác mọi người quá như vậy có kỳ không, nhìn không có giống cái con giáp nào hết, và nếu mình dừng lại được thì ok dừng đi. Nếu dừng lại được. Còn nếu một ngày nào đó mình nói ôi nhưng mà nó là con người mình,
thì tại sao lại phải dừng lại? Tại vì nó đã là con người mà mình nhặt lên những cái chất liệu của cuộc sống. Chỉ có sinh tồn với đời sống, đấu tranh để gìn giữ giấc mơ thì mới cho bạn được cái chất liệu làm nên sự khác biệt. Còn không thì lại là một giọng hát trong trèo khác mà chúng tôi sẽ quên bạn ngay lập tức. Đây là một phương pháp test tốt. Nhưng cái phương pháp test này chỉ đúng với những bạn trẻ đã trưởng thành rồi. Còn nếu vẫn còn ở một cái độ tuổi chưa trưởng thành hoàn toàn và chưa có một cái suy nghĩ toàn diện của một cái người lớn còn non nớt của con nít á, thì đôi khi các bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa cái sự khác biệt và cái sự xa ngã. Các bạn sẽ nghĩ rằng là những người xung quanh, tôi không giống với người xung quanh, cái điều tôi đang làm nó là khác biệt. Nhưng mà thật ra bạn không biết là bạn đang bị xa ngã vào một cái điều gì đó nó không tốt. Thế nên người ta mới nói là ở cái độ tuổi đó rất cần sự đồng hành của người lớn. Dạ. Có nhiều người lớn thì sẽ ngăn chặn nó lại, nhưng mà sự ngăn chặn đôi khi phũ phàng của xã hội, của người lớn hay là của thầy cô á, đôi khi vô tình sẽ giết chết một mô gia nào đó, một thiên tài nào đó, hoặc là một ước mơ không đáng bị giết chết quá sớm. Yeah. Kiên nhẫn ở bên cạnh các bạn trẻ, cho các bạn làm khùng làm điên, người ta trẻ mà, người ta được quyền làm khùng làm điên. Mình thì thấy nó dị biệt, nhưng mà giữa mấy bạn trẻ với nhau nó không có dị biệt thì sao? Và chúng ta theo dõi, chờ, kiên nhẫn cho đến khi nếu các bạn ấy chán cuộc chơi nửa chừng, chúng ta có thể thở phào, nó chỉ là một giai đoạn của tuổi trưởng thành mà thôi. Có những bạn là khi mười mấy tuổi thì sống chết với cosplay, đam mê bộ môn cosplay. Yeah. Và gọi nó là nghệ thuật nữa kìa. Mình cũng không dám cười, tại vì cái đó là đam mê của người ta, mình cười vào thì xúc phạm mấy bạn. Nhưng mà lúc đó cô rất bình tĩnh, cô nói it's okay, yeah, nó là đam mê của con, cô tôn trọng. Rồi cô tiếp tục, cô theo dõi. 2 tháng sau nó chán, nó chuyển qua nó chơi rap. Và sau đó nó bảo vệ tất cả những thần tượng, tất cả những rapper trên thế giới này, cứ như thể là bây giờ nó mới tìm ra được chân lý nghệ thuật là đây. Ok, mình cũng vẫn cứ bình tĩnh. Do đó tại sao mà thị trường giải trí dành cho giới trẻ nó có nhiều trào lưu? Tại vì các bạn cực kỳ mau chán. Yeah. Đừng bao giờ quên rằng là mình đang ở cái độ tuổi mọi thứ đều có thể thay đổi. Cứ bình tĩnh mà thay đổi, bình tĩnh mà mê nó đi. Và đến một ngày bạn đừng ngạc nhiên nếu bạn thức dậy và bạn không còn thích trò đó. Rất có thể chỉ vì cái đứa bạn thân của mình á, nó chuyển qua chơi từ cái team cosplay, nó chuyển qua nó chơi team rap, cái mình đi theo nó. Cái xong mình từ đây mình tuyên bố là vì mình mê rap. Thật sự không. Các bạn đang đi tìm đó. Cái chuyện vui, cái việc đi tìm là gì? Mình được cầm lên bất cứ thứ gì mình thích. Cầm lên thứ này 2-3 bữa, không thích thì bỏ xuống. Mọi thứ cần phải có deadline. Và cái deadline này nó sẽ là một cái người lớn mà các bạn tin cậy. Khẩy nhẹ lên vai bạn để nhắc bạn là con ơi, 18 tuổi rồi đó. Thôi mình cầm lên đặt xuống vậy cũng vui rồi. Giờ mình, ông mấy mình cầm cái này mình cầm lâu lâu một xíu được không? Đến cái tuổi để chọn ngành, chọn nghề, chọn chân dung của mình rồi. Hoặc có một người nào đó sẽ vỗ vai bạn và nhắc bạn là cái vụ mà 2-3 bữa chán một cái công việc á, là hồi mười mấy tuổi thì dễ thương, nhưng giờ mình 30 rồi hen. Mình làm vậy nữa nó kỳ. Nó có cái giai đoạn của nó. Dạ. Rất cần người đồng hành cho các bạn. Như là tiếng nói là những bạn trẻ chưa có cái độ maturity, chưa có độ trưởng thành về tư duy. Vậy thì chị thì sao? Đã có ai đồng hành với chị trong lúc chị còn non nớt, còn nhỏ nhoi? Không. Tôi khước từ mọi mà sự. Mà con đường của chị thì lại cũng không có giống với mọi người cùng lứa tuổi của chị ở cái thời đó. Bây giờ, nếu mà nói bây giờ thì cũng tạm chấp nhận là hiếm hiếm cũng còn tìm được. Nhưng ở cái thời đó của chị đi một cái con đường không có giống ai, mà cũng không có ai bên cạnh mình. Chắc Thi Miu đã vượt qua nó bằng cái sự bản lĩnh, hay là nhờ may mắn là cái con đường mình đi lúc đó hên là nó cũng còn là một cái con đường không có quá tệ. Không, con đường tôi đi lúc đó tệ thật. Nhưng mà cái may mắn á, cái này thì mình gọi là may mắn, mình không chọn gia đình sinh ra. Thì cái may mắn của cô ba đó chính là cái chiêu mà thằng Tài nó dụ cô ba vô đóng phim đó con. Gia đình, cụ thể là ba của Miu á, đã bồi dưỡng cho Miu một cái liều kháng thể cực kỳ sớm, hay nói là rất sớm. Và cái liều kháng thể đó là ở liều cao. Kháng với cái gì? Kháng với cái tội, kháng với cái xấu, kháng với cái ghê mắt, kháng với cái hạ tiện, kháng với thứ không xứng đáng. Và rồi điều đó đã giúp cô ba như thế nào? Dừng lại. Đôi khi nó chỉ là cái họ của mình, là cái thứ duy nhất mà khi mà mình đi ra khỏi ngưỡng cửa gia đình mình mang theo của ông già thôi. Yeah. Thì cái họ của mình là cái thứ mình nhắc mình nhớ là mình đến từ một con người kiệt xuất đến như thế nào. Thì mình không phép kết thúc ở dưới ngần ấy tất đất, không chấp nhận. Con gái của ông già mình phải ngon hơn như vậy, phải ngầu hơn như vậy. Yeah. Phải không thể lên. Đương nhiên mình cũng đã có những đoạn. Cô ba đẩy cô ba đến những giai đoạn của cuộc sống cực kỳ lê lết, nhưng phải đứng lên được. Ngày xưa ông già có cái tật vậy nè. Ví dụ như là con té sẽ không đi theo đánh mặt đất. Không có gì hết mà
đứng lên đi con, làm được mà, giỏi lắm. Cứ đứng từ xa nói vậy đó. Ức mình là con gái mà, ổng dạy theo kiểu mà huấn luyện đàn ông ấy. Lúc đó là cứ rất cần được nhõng nhẽo, rất cần là ba đánh mặt đất làm em đau à. Nhưng mà không, con gái giỏi, đứng lên thẳng thớm đàng hoàng. Luôn một cái chữ đàng hoàng con, không khóc ở chỗ đông người con. Đàng hoàng nè, đàng hoàng lên nè ba thương. Tự dưng những cái câu đó nó ấn vào trong đầu. Có chết cũng phải đứng lên đàng hoàng, không có lê lết như thế này, không có thể kết thúc như thế kia. Chỉ cần một cái sai phạm nhỏ, bạn có thể là một, bạn có thể vi phạm pháp luật. Và như vậy thì bạn không được coi là người đàng hoàng. Ông già đã tiêm vào cho cô ba một cái là cái tiêu chuẩn của cô ba có làm gì làm đàng hoàng. Và chơi là chơi, cũng chơi đàng hoàng nha. Chơi cho nó đàng hoàng có nghĩa là sao? Ông già dạy theo kiểu là con coi chuyện lọ lem á. Về trước khi mình xấu nha con. Và tôi đã như vậy, tôi đã ngừng lại với cái kháng thể được tiêm vào từ tuổi ấu thơ đó. Là ra về lành lặn trước khi mình xấu, mình có thể chạy ra khỏi cung điện và quần áo rã ra thành cái dẻ rách, xe biến thành bí đỏ và tài xế biến thành chuột cũng được, nhưng không để ai nhìn thấy điều đó. Cái rất may mắn là tất cả những cái tiêu chuẩn và những cái kháng thể đó, nó không phải chỉ được ghi nhớ bởi bộ não của cô ba, mà nó được ghi nhớ kể cả bằng trái tim và con người của ba luôn rồi. Bởi vì không phải lúc nào cái này nó cũng tỉnh táo, và nếu mà nó chỉ được nhớ bởi cái này á, đôi khi chính cái này nó cố tình sàng lọc. Nhưng mà thật sự cái nó cứu của ba đó chính là khi mà làm một cái gì đó mà không đàng hoàng, cô ba chưa kịp lý giải là nó đàng hoàng hay không, là cái này nó đã nhói lên rồi. Và đó là cái điều may mắn, và ba của ba đã làm cái điều đó vô cùng hiệu quả. Ơn trời, thật sự. Do đó khi mà cái generation gap, cái khoảng cách giữa bố mẹ và con cái Việt Nam còn rộng. Và thật sự chúng ta không bao giờ fill được cái gap, không bao giờ làm đầy được cái khoảng cách đó. Đó là vì sao mà những năm sau này, khi mà sau khi cô ba thành phải xa ba, ba mất, thì tự dưng mình làm việc với các bạn trẻ rất là nhiều, và mình nhận lời những cái dự án với sinh viên rất là nhiều. Đó là vì cái đó. Ở trong nhà ba mẹ cũng muốn trao cho các bạn những cái đó lắm, nhưng mà cái trao đổi bằng ngôn ngữ giữa người lớn với lại thế hệ của các bạn á, chúng ta chưa xây dựng tốt trong gia đình Việt. Nhưng mà tôi muốn làm một, trong tiếng Anh mình có cái từ gọi là cool auntie, một bà cô rất ngầu lòi ở trong nhà chẳng hạn, một bà cô luôn đồng lõa với mình chẳng hạn. Hay là các bạn có để ý là hồi mình đi học mình hay nhớ nhất là cô giáo dạy văn không? Tại cô hay kể chuyện chẳng hạn. Hoặc là cái thầy dạy toán hay nói chuyện hài hước trong lớp và trở thành bạn của lũ trẻ. Thì lũ trẻ cần những cái người đó. Tự dưng thì cái sứ mệnh đó nó đi ra từ câu chuyện cá nhân của tôi. Nó đi ra từ tình cảm tôi dành cho ba tôi. Một cách hồn nhiên nó hình thành một cái sứ mệnh trong rất nhiều sứ mệnh khác. Thì với cái sứ mệnh đó có thể khiến cho tôi nói chuyện khác biệt. Với cái sứ mệnh đó có thể khiến cho tôi suốt ngày lê la với bọn trẻ con. Với cái sứ mệnh đó tôi không ăn mặc đạo mạo và nói chuyện xa cách. Người ta nói tôi khác biệt, kệ người ta, vì tôi biết sứ mệnh của tôi là gì. Nhưng quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của Tiến. Sự khác biệt và sứ mệnh nó liên đới chặt chẽ với nhau. Vậy chúng ta có thể test được cái sự khác biệt của ta nè. Nó có hợp lý và cần thiết hay không? Nếu nó liên kết chặt chẽ đến sứ mệnh, và sứ mệnh ở đây nó không dính dáng đến quyền lợi của bạn, sự nổi tiếng của bạn, hạnh phúc của bạn, nụ. Mà nó liên quan đến một điều bạn tha thiết muốn thực hiện cho cuộc sống này. Nó không liên quan gì đến lợi lạc của bản thân bạn. Bạn tha thiết muốn làm, chỉ cần làm được bạn hạnh phúc lắm. Nó thỏa đáp trái tim bạn. Nó thỏa đáp một thứ gì đó thiêng liêng hơn là lượt rating của bạn, mức độ nổi tiếng của bạn hay thu nhập hàng tháng của bạn. Khi mà cái sự khác biệt đó nó liên đới chặt chẽ đến cái sứ mệnh của mình, thì lúc đó mình không còn đặt câu hỏi là mình có cần khác biệt hay không. Và cái sự khác biệt kia nó phải phục vụ cho một thứ mà nó không mang lại lợi nhuận của bạn, rating hàng tháng của bạn, độ nổi tiếng của bạn, vẻ đẹp của bạn, hạnh phúc tình yêu của bạn. Nó không liên quan gì đến những điều đó, nhưng nó làm cho bạn hạnh phúc và bạn đi đến cùng. Trong khi cùng lúc bạn vẫn chăm sóc cho đời sống của mình, và trong đời sống của mình bạn vẫn cần sự thừa nhận của xã hội, nó nằm trong cái vế tham vọng. Nhưng mà khi cái sự khác biệt kia nó đi ra từ trái tim, với cái sự khác biệt đó nó đã khiến bạn đi qua những trải nghiệm không giống ai, và chỉ những trải nghiệm không giống ai nó mới tạo nên một cái dấu ấn không giống ai, không chỉ riêng trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi nói bất kỳ người nào, người ta vẫn nói rằng là trong cái thị trường nhân sự bây giờ, một nhân sự tốt và một nhân sự bền vững, nó là một nhân sự mà bạn có thể tin rằng là người ta không thay đổi được bạn. Có cho rằng là ví dụ như một nhân viên lập trình, bạn có đưa được cái chất riêng của mình vào công việc hay không, nó không phải là nghệ thuật.
Bạn không thể đưa được cái cá tính. Nhưng mà cái liên kết của bạn trong công việc với network của bạn, với cái environment, với cái không khí, với cái văn hóa nơi đó, con người của bạn, tính tình của bạn, sự quyết đoán của bạn hay sự thận trọng của bạn, nó làm nên sự khác biệt đó. Vậy nếu đó là cái sự khác biệt, có nhiều người nói ê sao mày thận trọng quá vậy, và bạn một nhân viên của sàn giao dịch chứng khoán đi, và bạn quá thận trọng, bạn quá khác biệt mọi người, nhưng sự thận trọng đó đã từng tưởng thưởng cho bạn. Nhưng sự thận trọng đó đã giúp bạn và thân chủ mình thoát được rủi ro rất nhiều lần. Thì đó là dấu ấn giá trị đặc biệt của bạn. Ai muốn thắng lớn, thắng nhanh, thắng mạnh và quyết đoán, thua đậm thì đi chơi với những người đó. Còn ai cần một cánh tay vững chắc và khả năng hoạch định rủi ro cực kỳ cao thì người ta sẽ đến với bạn. Thì cũng như là một người nghệ sĩ sẽ có những khán giả riêng của mình. Dạ. Nãy giờ nghe cô ba chia sẻ, con lại tiếp tục thắc mắc một cái điều nữa. Ở trong cái cuộc đời của cô ba nè, mà nãy giờ cố tình khui rồi mà cô ba không có chịu tự khoe ra. Đồng ý ở cái chỗ là cô ba đã được tiêm nhiễm vào trong người mình một cái loại trực giác để nhận ra đâu là tốt, đâu là xấu theo một cái tiêu chuẩn đã được ấn vào người của ba như vậy rồi. Và đó là một cái điều may mắn. Nhưng mà đâu sẽ là cái động lực để một cô gái học hết tất cả mọi cái loại chữ nghĩa văn chương mà một cái thằng học y như con có thể không hiểu nổi. Đâu là cái động lực để một cái người gầy gò như cô ba có thể đạt được cái kiện tướng của một môn dance sport quốc tế? Nếu như không có những cái động lực nào sau lưng, làm sao làm được điều đó? Vậy thì động lực của ba là cái gì? Phải chăng cái khác biệt nào đó trong người của ba bây giờ nó đã vô tình chuyển hóa thành cái gọi là đặc biệt rồi? Vậy thì làm sao mình biết được rằng là cái khác biệt của mình có khả năng chuyển hóa thành đặc biệt hay không? Hay cái khác biệt đó mãi mãi là một cái khác biệt tầm thường bị những người xung quanh chả bao giờ coi trọng? Nó đã có thể, cái sự khác biệt cũng không nghĩ là nó đưa đến những thành quả khác biệt. Bản thân động cơ nó không hề khác biệt. Mọi cây lúa đều bắt đầu từ những hạt mầm được chọn lựa như nhau. Ta có thể nói một cách khác là dẫu là sinh ra trong một gia đình giàu hay nghèo, tôi vẫn cho rằng chúng ta sinh ra bình đẳng vào cái ngày chúng ta sinh ra. Cái về cái tố chất bản ngã của mình. Đồng ý, bình đẳng rất đúng chỗ này. Bởi vì không có cái đứa nào được quyền chọn mình ở đâu hết. Đúng rồi. Cho nên là đứa nào cũng bình đẳng như nhau. Đó. Và chúng ta cũng có những cái nhu cầu đầu tiên, những giấc mơ đầu tiên. Đứa trẻ nhà giàu có cha mẹ hạnh phúc cũng có ngần ấy ước mơ. Đứa trẻ nhà nghèo có cha mẹ cãi nhau quýnh nhau hàng ngày cũng ngần ấy ước mơ. Những ước mơ rất là đẹp và khá giống nhau. Những nỗi buồn và những nỗi đau cũng như vậy. Và tôi bắt đầu hành trình của mình cũng như vậy. Về cái trường hợp cụ thể mà Tiến nói đến về ngôn ngữ hay là về một bộ môn thể thao, lúc đó tôi đã nghĩ nó là nghệ thuật, nhưng mà để dễ dàng cho một đội tuyển được hoạt động và có sự đài thọ của nhà nước thì phải đưa nó trở thành một bộ môn thể thao để được đi thi đấu chính thức. Còn nghệ thuật thì nghệ thuật nhảy đập. Có nghĩa là cô ba là cái người đề xuất hay là trình bày hay là làm cái gì để thuyết phục nó trở thành một cái môn thể thao? Cô ba ở trong cái thế hệ thuyết phục để dance sport được nhìn nhận như là một bộ môn thi đấu chính thức tại Việt Nam. Tại vì lúc đó thì trên thế giới nó đã được công nhận rồi. Tại Việt Nam thì nó vẫn được coi rằng là cái tàn dư của cái lối sống xã hội, nó chỉ được coi là một cái bộ môn giao tiếp xã hội mà thôi. Cho đến khi buộc là đưa các bộ niêm luật thi đấu và buộc là một vài nhân tố đầu tiên, thì trong đó có Khánh Thi với Chí Anh thế hệ đầu tiên. Lúc đó các bạn đang học ở bên Pháp, có những cái chiếc huy chương, có những cái giải tham dự đầu tiên, có những người hỗ trợ mình đầu tiên, thì tự dưng bộ môn được công nhận thành môn thể thao thi đấu chính thức. Cái điều kiện hỗ trợ từ phía nhà nước nó sẽ nhiều hơn. Đó chỉ là một ví dụ đơn cử. Khi cô ba đến, nó là đơn giản, cô ba thích nhảy đầm. Cô ba đã học nhảy đầm từ nhỏ. Cái nhu cầu học ngôn ngữ hay là nhảy đẹp và nhảy giỏi đến mức mà mình giỏi hơn những người giỏi khác, nó đến từ một nhu cầu cực kỳ đơn giản. Là khi cô ba còn nhỏ ở trong nhà, cô ba rất thích được ba khen. Tại vì cô ba nghĩ ba khen tức là ba sẽ thương mình hơn. Cô ba thích được yêu, cô ba thích được nhìn nhận. Và là một cái đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ, khi mà cô ba đi học á, cô ba bị chậm chạp, bị ù lì so với các bạn á. Cô ba ù lì? Nó đau, nó không phải đau nha. Tao đau hẳn nên tao được vô mấy trường mà trẻ em đặc biệt á. Mày tao không có đau. Xuất sắc rồi. Nếu mà được vô trường đặc biệt là thành xuất sắc rồi. Là tao xuất sắc bên đó, đúng không? Nhưng mà đằng này không, tao không có đau. Mà tao bị đơ, bé bị chậm á. Bé chậm hơn tất cả các bạn. Bé ăn cũng chậm hơn các bạn. Bé học cái gì bé cũng chậm hơn các bạn. Bé khao khát được các bạn nhìn nhận. Và vì cái cách dạy của ba cô, cho nên cô có hơi khác biệt một cái là, ví dụ như cô đi học, đôi khi cô nói đá tiếng Anh vào mà cô không biết.
một đứa con nít không phân biệt được cái điều đó, thì thấy ở nhà ba dạy cái từ này để mình nói thì mình dùng cái từ này, thì mình nghĩ là lúc đó không có cái gì gọi là ngoại ngữ hết. Ừ, mình không phân biệt được thì vì cái sự khác biệt thì cái người khác biệt á thì sẽ dễ bị con nít nó ghét. Nít nó ghét mấy cái gì khác lắm, tại vì con nít giống như là người trong hang động ấy, là người ta sẽ ghét cái thứ người ta không hiểu. Người ta không hiểu sấm sét mưa núi lửa thì người ta sẽ nói là đó mấy ông thần dữ. Thì ở đây bọn trẻ con trong lớp nó không có hiểu cô ba thì nó ghét cái này, bắt nạt con này, bắt nạt con này. Và càng bị bắt nạt thì mình lại càng khao khát được yêu, được chấp nhận. Và khi bước vào cái ngôi trường cấp 1 tại cô ba không có học mẫu giáo thì nó khác hẳn với cái nôi gia đình, là cái nơi mình được yêu, được thừa nhận, được khen và được khích lệ. Thì đây là nơi mà mình mở miệng ra là bị cười, mình nhất cử nhất động là mình bị đánh. Mình mặc một cái áo đến trường mà khác các bạn thôi, mình cũng sẽ bị các bạn bôi bẩn lên. Sau này đến năm bắt đầu làm tập làm văn, lớp 5, lớp 6, mình viết một bài văn khác, mình sẽ bị phê bình, thậm chí có những bài văn không điểm. Năm lớp 6 cô có bài văn không điểm. Nhưng mà cô có đảm bảo là hôm đó cô không nộp giấy trắng không? Hôm đó là đề tự do. Đề tự do thì có nghĩa là nằm trong những bài đọc tự do. Nhưng cô nhìn thấy chữ tự do, do đó cô sẽ chọn bình bài thơ Đôi Khuyên Bạc của Nguyễn Bính. Nó không nằm trong giáo trình. Và người ta không chờ đợi một đứa con nít lớp 6 đi đọc thơ Nguyễn Bính. Và cô không được điểm. Cô luôn khao khát là được yêu, đừng bị phạt. Cô sợ bị phạt lắm. Tại bị phạt hoài, phạt vì ăn chậm, phạt bị khẽ tay vì viết chậm. Cô sợ cái điều đó. Do đó phải học thiệt đàng hoàng. Tại vì mình gãy đường học. 15, 16 tuổi bỏ nhà đi, bỏ học luôn. Ba má kiếm không ra, bỏ học luôn. Thì mình biết là mình đã dốt, mình càng dốt hơn các bạn. Tại cô dốt lắm, cô biết cái đó. Và cô rất là mắc cỡ cái chuyện là cô dốt. Mà bây giờ lại còn thất học nữa, nó còn dốt dữ nữa. Dốt mà dốt nổi tiếng luôn đó. Dốt lẫy lừng luôn. Cái hành lý cô mang đi ngoài cái kháng thể của ông già, tại vì ba cô thì lại một người cực kỳ yêu ngôn ngữ, người dịch sách, cô mang theo con chữ và cô tìm thêm con chữ. Vậy thì con nghĩ cô mang theo cái chữ trác. Cô mang theo cái chữ trác. Theo nghĩa là chặt chém á. Với khiêu vũ cũng vậy. Cái sự tò mò và cái sự không hài lòng. Không lẽ nào cứ đứng cả chỗ cà nhúng cà nhúng cà nhúng theo kiểu nhảy salon đã là khiêu vũ. Nó phải có một cái gì đó kỳ vĩ hơn như vậy rất nhiều. Mình tình cờ mình biết là ở trên thế giới người ta nhảy như vậy nè. Mà ủa sao ở Việt Nam mình cái bước này gọi là bước salon vậy, cái kia gọi là cái gì? It's international dancing. Now it's dance sport. Is it? Nó là cái gì vậy? Cái mình học. Nó có luật nữa, hay quá. Đâu cho tao coi cái luật, có ai cho mình coi cái bộ luật. Thì lúc đó bắt đầu có internet, thì tìm được cái bộ luật đó, dịch nó ra. Và nghiễm nhiên vì sự tò mò, hiếu kỳ và không hài lòng luôn thúc đẩy mình để được thừa nhận và để được yêu. Mặc dù lúc đó chả có ai thừa nhận, cũng chả có ai yêu thương mình cả, nhưng mà cứ luôn thúc đẩy nó thành một cái quán tính, thành quen rồi. Quay trở về cái gốc, cái động cơ của nó bé nhỏ và tầm thường như vậy. Cô hoàn toàn có thể trở thành một người phụ nữ cũng tầm thường, có nghĩa là có thể chịu được một ông chồng vợ bé tiểu tam đi nhậu về đánh vợ bờm đầu, nhưng mà vẫn khao khát được chồng thừa nhận và được chồng xoa đầu, được chồng khen, vẫn thèm thuồng cái điều đó. Chỉ có cái may mắn là cô chịu ảnh hưởng của cha mình với cái tư duy đàn ông tính á. Mình chuyển hóa nó thành cái sự cầu kỳ trong học vấn. Cái sự tò mò và hiếu học để bồi bổ hành trang cho mình, thay vì là sắm thêm cái cặp dòng xi men đeo tới nách rồi đeo cái này là chồng yêu dữ lắm. Thì tại vì tôi khao khát được đàn ông mà đàn ông thứ dữ. Đàn ông phải hay ho tôi mới khao khát. Thì cặp dòng xi men của tôi chắc là không khuyến khích được mấy anh đó lại gần tôi đâu. Nhưng mà nếu tôi có thể nói chuyện được với họ thì sao nhỉ? Nếu tôi có thể khiến cho họ ngồi lâu với tôi hơn một chút thì sao nhỉ? Thật sự là cái động cơ nó nói ra thì mắc cỡ, nó tầm thường lắm. Nhưng không có gì mắc cỡ cả. Cái chính là động cơ đó đưa ta đến hành vi nào. Mọi con người đều xuất phát những động cơ y như nhau. Y như nhau. Chúng ta thậm chí có thể tìm thấy động cơ của chúng ta trong những tên tội phạm. Chúng ta có thể thấy là ngay cả những cái người mà được cho là ác nhất trên đời này, họ bắt đầu từ những động cơ giống y như mình. Cũng đẹp như vậy. Cũng có người từng mơ ước đến một thế giới hòa bình mà gây ra một cuộc thảm sát cho người Do Thái đấy. Hòa bình và phát triển trong tư duy, tư tưởng của Adolf Hitler là chỉ có cái tộc người của ta thôi. Cho nên bây giờ để cho loài người phát triển, tụi bay phải dồn hết vô cho cái tộc người gọi là đột biến này. Còn mấy quỷ kia là coi như thấp kém và
ông ta cực đoan đến nỗi nó biến ông ta trở thành một tội phạm quốc tế. Nhưng mà cái mầm cơ bản á, giống nhau. Ai đã ở bên cạnh Adolf Hitler vào những ngày đó? Cậu bé ấy đã lớn lên với một tâm hồn nghệ thuật, đã có thể trở thành một nhà soạn nhạc thiên tài nữa kìa. Đó là một người rất ngưỡng mộ nghệ thuật nữa kìa. Và những cái biến cố trong cuộc đời đã xảy ra. Hitler là một cái anh chàng từ khi nhỏ đã nhỏ xíu con như thế này nè. Thì con có thể tưởng tượng cái kháng lực của một kẻ yếu đôi khi nó trở nên tiêu cực. Kháng lực của một kẻ yếu có thể trở nên tiêu cực. Bị phủ nhận. Con có bao giờ con thấy trong tất cả các con chó con chiêu qua là con ồn nhất không? Tại nó con nhỏ nhất. Con chưa nuôi đủ nhiều chó. À tại vì nó ồn nhất, nó phải dữ dằn nhất. Thậm chí là cái kháng lực của một kẻ yếu ở đây là ví dụ như là một cái cô con dâu từng bị mẹ chồng đè nén. Thì sau này sẽ trở thành một bà mẹ chồng rất ác nghiệt. Kháng lực của kẻ yếu, thậm chí là nó, mình có thể gọi nôm na là nó có tâm lý trả thù đời nữa. Thì quay trở về là nếu các bạn trẻ đang đi tìm là liệu ở những người mình hâm mộ hay là những người thành đạt, họ có một cái động cơ gì kỳ bí mà mình nên có cái động cơ đó không? Tất cả họ đều bắt đầu giống chúng ta. Ví dụ như Thomas Edison, một cái cậu bé chỉ muốn là trong cái khả năng của mình, đêm hôm đó mẹ thì phải mổ làm sao, chỉ nhà có vài cây đèn cầy rồi này nọ, làm sao mà ông bác sĩ ông mổ được cho cái người đàn bà nghèo này, thì dùng gương phản chiếu để tăng cường cái độ sáng lên. Và ông bị ám ảnh bởi ánh sáng và bóng đèn, ánh sáng và bóng đèn từ cái ngày mà ông còn rất là nhỏ. Và tất cả chúng ta lại yêu cha yêu mẹ, muốn nỗ lực làm một cái gì đó hay tò mò phá hỏng mọi thứ, và sau đó vì sợ bị đánh đòn cho nên cố gắng ráp mọi thứ lại với nhau. Có thể tất cả mọi vĩ nhân đều đã bắt đầu giống y như chúng ta. Có điều là họ đi những con đường khác, họ có những hành trang khác. Vậy thì con đường của chúng ta khác họ không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đến cái điểm thành tựu đó. Ông Edison ông đi con đường này. Cái bây giờ có một bạn nào đó bị ám ảnh bởi một cái thứ ánh sáng gì nó kỳ vĩ hơn, gọi là nó xuyên luôn cả không gian, các chiều không gian, xong xong cái bạn đi con đường này. Chúng ta có những nỗi ưu tư và những nỗi tò mò khác nhau. Để ý nhé, các vĩ nhân họ không quên những nỗi ám ảnh của họ khi họ còn nhỏ. Và cái nỗi ám ảnh từ khi họ còn nhỏ đó, nó là cái drive, cái động cơ chủ đạo trong suốt cái quá trình sau này khi họ trở thành vĩ nhân. Từ các họa sĩ, các danh họa cho đến các nhà khoa học đều có một dấu ấn cực kỳ đặc biệt từ tuổi thơ ấu. Và họ không bao giờ giết chết đứa trẻ trong họ. Đó là một số cái tip mà khi mình nhìn vào cuộc đời của những vị mà ngay cả Miu cũng rất là ngưỡng mộ đó, để mình thấy rằng là họ không giết chết đứa trẻ bên trong họ. Cái ngày mà tiếng rơi nước mắt khi nghe nhạc, đứa con nít bên trong mình khóc giận mình. Dạ. Sao bỏ cuộc chơi sớm thế? Sao chôn sống tôi khi tôi còn thở, tôi còn có thể hát thế? Rất nhiều đứa trẻ khác được chúng ta nỗ lực lãng quên, và tại vì cái mơ ước của chúng nó làm phiền chúng ta quá. Bởi vì mơ ước của chính chúng ta khi còn bé đó, nó nhắc chúng ta nhớ là chúng ta tồi tệ và sẽ không bao giờ trở nên xinh đẹp và nổi tiếng. Chúng ta sợ hãi và chúng ta bịt miệng đứa trẻ bên trong mình vĩnh viễn luôn. Nhưng nếu dũng cảm nuôi nó, nhưng không để nó làm chủ mình, đôi khi vẫn phải đặt đứa trẻ vào sâu trong lòng để mình đi ra ngoài, mình kiếm tiền, mình mưu sinh, mình học cách giao tiếp với xã hội và sống với xã hội những người trưởng thành. Nhưng cùng lúc vẫn mang theo trong mình một đứa trẻ. Cuối ngày đi làm về, cô ba nhớ ngày xưa cái điểm hạnh phúc lớn nhất của cô ba là cuối ngày ông già bao giờ về cũng có một món quà cho con gái. Dẫu là cái lá lụm ở dưới đường, ở công ty, cái xong mọi người chia nhau mấy món đồ chơi nhân ngày 1 tháng 6, cái xong rồi cũng xin một món về cho con gái mình. Đi lên trên máy bay, ngày xưa đâu có nhiều người được đi máy bay, ba được đi máy bay. Cái ba thấy có cái muỗng nhựa, ba không ăn, để ba để dành cái muỗng nhựa về. À, có cái quà cho con gái trên máy bay, người ta phát cái muỗng này, đối với cô cái đó nó thần thánh lắm. Cô nhớ cái cách cư xử đó và cô hành xử với đứa con nít trong mình như vậy mỗi ngày. Mỗi ngày mang về cho nó một cái món quà mới để thỏa đáp rồi cái ước mơ của nó đây. Ví dụ như ngày hôm đó cô đi vào một cái giảng đường đại học, cô có thể có một vài bạn sinh viên, cô ơi con không nói chuyện được với ba má, cái nó khóc lên trên vai mình. Mình có thể xoa dịu tạm thời cho nó, để lại cho nó một công thức, hay là ngày hôm nay ngồi với Tiến, mượn cớ ngồi với Tiến, cô có thể đang nói với một bạn trẻ nào ngoài kia, thì tối nay khi cô về nhà, cô sẽ nói với cái đứa trẻ bên trong mình nè, ê, bữa nay mới làm cái này, ba biết ba vui lắm á. Cô không bao giờ và không cho phép ai giết chết đứa nhỏ bên trong mình. Con thì sau cái vấn đề về cái giọt nước mắt đó, con cũng dần figure out, con tìm ra được, đúng như cô ba nói luôn,
cô Ba tôn trọng cảm xúc cá nhân và cái cách làm của cô Ba nó là cũng liên quan tới cảm xúc, liên quan tới cá tính và liên quan tới cái sự nuông chiều của cô Ba đối với cảm xúc của bản thân mình. Còn con thì tỉnh táo hơn và vạch mọi thứ nó ra. Sau cái ngày mà con khóc thì con lại dành một ngày để suy nghĩ về nó và tìm cái phương pháp cho nó. Vậy thì bây giờ con mới nghĩ, Tiến ơi, hay là các bạn trẻ các bạn có thể nghĩ, mình đang thực sự muốn cái gì? Câu trả lời của con, nếu Tiến mày muốn sự nổi tiếng, à xin thưa, bây giờ mày đã nổi tiếng hơn xưa rồi, tại sao mày phải hát nữa? Mày chọn ca hát nếu bởi vì mục tiêu của mày là sự nổi tiếng thì không cần nữa, mày đã đạt được điều đó rồi. Vậy thì con có cái câu trả lời là, con khóc là bởi vì con không được hát, chứ không phải con khóc là bởi vì con chưa nổi tiếng. Vậy thì khi mình nhận ra là cái mục tiêu của mình không phải là sự nổi tiếng, mà cái mục tiêu của mình là cái sự thưởng thức bản thân trong từng ngày mình được làm cái điều mình yêu thích, vậy thì cứ làm đi. Bởi vì mình đâu có mong cầu cái điều gì đó khác ngoài cái việc được làm cái điều mình thích đâu. Mình hát dở, mình hát không đúng tông, mình hát không đúng điệu, không ai nghe, thì kiếm con vợ nghe, con bạn thân nghe, hoặc là kiếm bà cô ba đang tỉnh ngủ bà nghe giùm. Cơ bản là mình đã được làm cái điều mình thích rồi. Nhưng nếu câu trả lời của các bạn là các bạn đi hát, các bạn làm diễn viên hay các bạn làm bất kỳ một cái điều gì đó bởi vì mục tiêu các bạn là sự nổi tiếng, à nếu mục tiêu là sự nổi tiếng, có khi chúng ta sẽ có những con đường khác để đạt được nó mà không cần phải cố chấp đi trên một cái con đường không phù hợp với mình. Xác định cho rõ ràng và đừng ngại ngần gọi tên giấc mơ của mình. Dạ. Có rất nhiều bạn có giấc mơ thì cụ thể đấy, rõ ràng là muốn nổi tiếng nhưng mà vẫn cứ thích, ngay cả với chính bản thân mình mà vẫn thích nói dối chính mình. Nhiều khi họ không nhận ra luôn các bạn. Cái thành thật của bản thân nó quan trọng lắm. Cứ nói là em đam mê nghệ thuật mà chứ bình tĩnh lại. Bạn nói chắc cái bạn đang đam mê nó là nghệ thuật không? Bạn học cái gì? Bạn biết cái gì? À không, em coi lên em mê muốn được như vậy. À đó là bạn muốn chứ chưa phải là đam mê. Và cái bạn đang nhìn thấy nó vui chứ nó chưa hẳn là nghệ thuật. Cái cảm giác mà được nhiều người chạy theo, được nhiều người gọi tên, ok, đó là cảm giác nổi tiếng. Phân định cho rõ và đừng ngại, tại vì muốn nổi tiếng nó là nhu cầu của hầu như tất cả mọi người, cho nên không có gì phải mắc cỡ hoặc là phải nghĩ rằng là mình nói như vậy là mình sai, mình tồi. Muốn nổi tiếng là tốt, tại vì bạn có thể biến nó thành cái động cơ để làm nên những điều tốt lắm. Nổi tiếng rất tốt, nổi tiếng vui lắm. Và khi bạn nổi tiếng thì có những cái sứ mệnh bạn sẽ dễ được thực hiện hơn. Dũng cảm, thậm chí là dũng cảm thừa nhận với mình, gọi tên giấc mơ đó. Có những giấc mơ ước nó thầm kín, nó khó gọi tên và sợ bị đánh giá. Yeah. Ví dụ như là có những bạn gái thật sự là không ước mơ được yêu nhưng mà rất khoái được lập gia đình. Ngoài miệng thì cứ nói là ước gì có một ai bên mình để yêu thương. Em luôn quan tâm đến những câu chuyện về tình yêu. No. Bạn quan tâm đến việc có một gia đình, thuộc về một gia đình. Đó không phải là một ước muốn sai lầm. Cái gia đình đó nó bền vững là đương nhiên nó phải có tình yêu. Và để tình yêu kia nó lành mạnh sạch sẽ thì bạn sẽ phải có những cái cách như thế này như thế kia. Nhưng đừng ngại gọi tên giấc mơ và đừng đồng hóa giấc mơ. Tiến có bao giờ làm việc với các bạn gặp phải cái trường hợp những giấc mơ bị đồng hóa không? Con chưa hiểu chỗ đó. Giấc mơ bị đồng hóa là như thế nào ta? Thấy người ta muốn gì mình muốn đó. Là bởi vì các bạn không biết các bạn muốn cái gì. Khi mà chúng ta không có thông tin và chúng ta không hiểu biết, vậy thì cư xử theo đám đông có vẻ là cách cư xử an toàn. Nếu mà bạn nhát đến nỗi mà trong cả mơ ước của riêng mình, thứ mình không phải khai báo với bất kỳ ai đó, mà bạn còn không dám tự làm, thì làm được gì? Thậm chí ngay cả trong việc đó, dũng cảm nói ra rằng tôi chưa có mơ ước gì, tôi sống chỉ có nhu cầu. Bạn dũng cảm nói ra được câu đó, bạn biết không? Ôi, những tháng ngày sau đó của bạn sẽ rất sung sướng. Tại vì bạn, khi bạn đã xác định rằng mình không cần phải mơ ước hoặc bay bổng, mình chỉ có nhu cầu. Mình chỉ có thích ăn ngon, mặc đẹp, hoặc không mặc không quá đẹp, ăn không quá ngon cũng được. Mình chỉ thích an toàn. Chúc mừng bạn. Có thể là sau đó vài năm, bạn sẽ phát triển thêm một chút tham vọng, một chút ước mơ, một chút tình yêu. Và thậm chí sứ mệnh sẽ đến với bạn rất muộn, không sao cả. Đừng ngại khi mình phải nói rằng là mấy bạn đang chạy theo ước mơ gì, còn tôi chưa có cái đó. Cái khi cái ngày bạn nói là tôi chưa có ước mơ, cái ngày đó bạn sẽ bị dày vò bởi chữ chưa kia. Nó sẽ khiến bạn phải đi tìm nó. Cô nhớ có một cái phim hoạt hình, không biết Tiến có coi không ha. Trời ơi, sao cô không nhớ tên. Nhưng mà nó rất hay ở cái chỗ này là cái cậu bé này á, cậu đi tìm một cái chữ trong tiếng Anh mà cái người dịch cái phim nó không dịch được. The spark in your heart.
hình như là trong phim Soul. Dạ, tâm hồn. Và có rất nhiều bạn trẻ xung quanh chúng ta vào ngày nay á, khi mà ngồi xuống hỏi nhau thật sự nghiêm túc á, các bạn cũng chưa hề có ước mơ. Nhưng mà cái ngày mà các bạn ấy thừa nhận điều đó, cô ba chúc mừng tụi nó nha. Chúc mừng con đã tìm ra được cái điều này, là con đang hổng có giấc mơ. Bây giờ con có thấy trong con muốn có một giấc mơ không? Nhưng mà con cũng muốn biết là có giấc mơ thì sẽ như thế nào. Tại thấy mấy cái đứa mà có mơ mộng ấy, nó say sưa lắm. Những cái đứa nó có tham vọng, có mục tiêu, có bla bla bla. Mình gọi chung nôm na nó là ước mơ. Bạn có quyền thử bất cứ cái gì cho đến ngày mà cái tim bạn nó đập. Đây là cái la bàn của mình. Không có cái la bàn nào cầm trên tay chỉ hướng đông tây nam bắc. Không phải thiên hạ chạy hướng nam mình phải chạy hướng nam. Đến mùa xuân là hàng đàn chim bay về phương nam, mình phải bay theo mấy con chim khác, mình là con chim cánh cụt thì sao? Dạ, bạn không cần phải mơ giấc mơ của người khác, mà bạn có quyền đi tìm. Có lẽ là tất cả chúng ta ai cũng biết chuyện với mèn phiêu lưu ký. Được dạy mà. Cái đó là một cái chuyện rất hay, mà có điều là tại vì các con được học nó từ khi còn nhỏ, cho nên không có được phân tích bằng và cái... Và chỉ học sự... một đoạn ngắn chứ không được học hết cả câu chuyện. Nói chung là dễ mèn, nó giống như mấy bạn bây giờ đó. Do đó cô rất yêu cái tác phẩm đó, cái chỗ nó giống như hoàng tử bé, là mình lớn mình xem lại vẫn thấy có ý nghĩa. Là một cái người đi tìm niềm vui của mình, lúc thì muốn làm anh lính, muốn làm bác sĩ, lúc thì muốn rất là nhiều thứ vĩ đại nhưng mà không trả giá được. Làm anh lính thì sẽ bị giặc bắn cho đùng. Rồi làm bác sĩ thì phải thấy mấy máu me chẳng hạn. Vậy thì khi mà các bạn thử tất cả mọi thứ giùm cho tôi. Và cái này vui nè. Ủa nhưng mà sao nó cực dữ vậy trời? Chịu được không? Nó còn vui không? Wow, chịu được hơn chút xíu vẫn thấy vui. Ê, hình như mình càng chịu mình càng thấy vui. À, bạn đã tìm được cái đó, cái spark. Một cái điểm để làm cho tim bạn rung động. Bạn tìm được cái niềm vui của mình. Có thể gọi nó đơn giản là niềm vui. Có thể gọi nó một cái... khoan gọi nó là đam mê. Cho đến ngày bạn bị quất xuống tận đáy. Bạn bị tước sạch mọi khả năng. Mà chỉ cần nghĩ đến cái điều đó, bạn có thể đứng lên và làm được điều kỳ vĩ một lần nữa, thì hẳn gọi đó là đam mê. Dạ, đồng ý. Nhưng mà ít nhất là khi bạn thử, bạn có thể tìm ra niềm vui của mình, động cơ của mình, một con đường có thể trong khoảng thời gian ngắn của mình. Hoặc là có thể bắt đầu đọc lại giấy mèn phiêu lưu ký. Hồi nãy cô ba có nhiều cái định nghĩa mà mình cần làm rõ đó, thì con thấy rất thú vị. Ừ, lúc này mình thích cái chuyện này, xong vài bữa cái mình lại thích cái chuyện khác, cái mình chơi chán mình thích cái khác. Cái đó là sở thích chứ không phải là đam mê. Còn cái đam mê đúng như cô ba nói, một khi nó đã là đam mê rồi, không có bỏ được. Và cho dù có buồn bã tiêu cực cỡ nào thì nó chính là cái động lực để mình đứng dậy. Mà cô ba biết đam mê nó ghê gớm tới nỗi là người ta có thể bỏ người yêu chứ không bỏ đam mê. Tình yêu là một cái dạng đam mê, nhưng mà cái người được sống trong tình yêu với mình nó không có cố định đâu. Mình không có đam mê cái người yêu của mình. Cái này mình gặp nhau này làm cái bếp. Tôi yêu việc được yêu, và sẽ có một tập thể con người thay phiên nhau duy trì cho tôi cái sự, cái mối quan hệ giữa tôi và tình yêu. Và cái mối quan hệ giữa chúng ta với tình yêu nó kéo dài cả cuộc đời ta luôn, nếu ta còn sức yêu. Chuyện người nào giúp ta để ta yêu thì cái chuyện đó là người ta cứ thay phiên ra hết, người này có người kia. Tôi có thể nói là tôi là một người rất chung thủy. Chung thủy với tình yêu của mình thôi. Vậy là mình sẽ có một bữa mình nói chuyện tình yêu nữa. Bây giờ cái chỗ này nè, con với cô ba lại khác nhau chỗ này nữa. Cô ba có đức tin, cho nên cô ba hiểu rõ và cô ba cảm nhận được thứ gọi là sứ mệnh. Khi nào nó đến tự nhiên, không cần ai nói mình cũng biết. Con làm khoa học, mọi thứ nó rạch rồi. Con gọi nó là cái mục tiêu. Mình sẽ ngồi suy xét cái sự khác biệt này của mình để mình quyết định là mình giữ hay mình bỏ nó nè. Nếu như mình đã xác định được cái mục tiêu cuộc đời mình, cái thứ làm mình vui nhất để mà mình sống trên cái cõi đời này, đó là cái gì rồi? Mình quay lại mình coi cái sự khác biệt. Cái thằng khác biệt này nó có giúp mình đi tới cái mục tiêu đó hay không? Hay nó là cái thứ cản trở mình đi tới cái thứ mà mình gọi là mục tiêu đó? Nếu nó cản trở, cắt bỏ nó đi. Bởi vì mình biết được rằng không sống được với cái mục tiêu đó, mình không sống được, thì thằng này nó đang là cái hột nhọt nè. Cắt. Nhưng nếu sự khác biệt này nó giúp chúng ta, hoặc ít nhất nó không cản trở cái việc chúng ta tiến tới mục tiêu, thì có nó có sao đâu. Đúng rồi. Một á, là nó thậm chí là một cái công cụ hữu hiệu và khác biệt để cho mỗi người đạt được đến either dẫu đó là mục tiêu, dẫu đó là tham vọng, ước mơ hay sứ mệnh đều như vậy. Nếu cái sự khác biệt này, một là nó phục vụ, hai nếu nó không phục vụ, nó là một side effect, một cái điều nghiễm nhiên xảy ra trong quá trình ta tiến đến với mục tiêu. Thì nó biến đổi con người ta.
nó tự dưng nó là điều nghiễm nhiên, nó hình thành sự khác biệt, nó nghiễm nhiên hình thành. Ví dụ như là một bác sĩ giải phẫu học đi, chẳng hạn, ông ta không định là nhìn vào mọi người phụ nữ và thấy nội tạng của cô ấy. Như vậy nó kỳ lắm. Nhưng mà tại vì cái anh sinh viên đó khi ảnh học trường y, ảnh chuyên chú quá đi. Và anh không thấy cái sự hấp dẫn của phụ nữ theo một cách bình thường nữa. Và nhiều người phụ nữ nói anh kỳ quá, anh gớm quá, anh ghê quá đi. Nhưng mà anh ta không thay đổi được. Tại vì nó là một cái side effect, một cái điều xảy ra cùng với quá trình hướng đến mục tiêu. Thì mình cũng không việc gì phải thay đổi nó cả. Một là nó phục vụ. Hai là nó gắn liền. Ba là nó không cản trở. Thì đó là những sự khác biệt các bạn nên duy trì. Còn với mà cái nhóm bạn mà khi hỏi là bây giờ mày muốn cái gì cho cuộc sống của mày mà chưa xác định được á, thì còn có một cái mẹo này luôn nè. Mày tìm dùm trong cái cuộc sống xung quanh mày á, mày muốn tương lai mày giống đứa nào nhất? Mày giống cha mày, nói ai cũng phải nghe, hay là mày muốn giống mẹ mày, xách đồ hiệu đi tối ngày, hay là mày muốn giống thằng anh trai của mày, tiền bỉ bả, muốn tiêu cái gì thì tiêu, muốn xài cái gì thì xài, hay mày muốn giống ông hàng xóm kế bên, là một cái người được cả xóm này thương? Các bạn không tự định hình được và không tự vẽ được cái hình ảnh tương lai của mình, thì bây giờ tạm thời tìm một cái chân dung nào đó gần giống với cái điều mà mình sống, mà mình thấy là mình thoải mái nhất. Quan trọng là phải thoải mái. Nếu mà tôi sống giống ba tôi sẽ thoải mái nè, giống mẹ tôi sẽ thoải mái nè, vậy thì thực ra tất cả mọi cái sự lựa chọn của các bạn á, phải chăng là các bạn đang hướng tới một cái điều là gì? Tự do, muốn làm cái quần gì thì làm. Vậy thì nếu mà mục tiêu của mình là như vậy, thì lại tiếp tục phân tích một cái điều nữa. Để đạt được cái sự tự do đó, mình cần phải cố gắng cái gì? Mình sẽ không bao giờ có được sự tự do, có được quyền lực, hay có được ưu tiên cái quyền muốn làm gì thì làm, nếu như mình không đánh đổi và không hy sinh một trong một cái khoảng thời gian đầu. Không ai mà mới bước ra là sẽ có tiền này trong túi, không ai mới bước ra mà làm sếp, trước khi làm sếp mày phải làm nhân viên đã. Vậy thì nếu bạn không đánh đổi cái thời gian của tuổi trẻ và chấp nhận những cái cực khổ trong cái giai đoạn này để chui rèn mình hướng tới cái mục tiêu của mình á, bạn không xứng đáng có được cái phần thưởng ở cái thời điểm mà bạn không muốn như vậy. Con đã từng xác định như vậy nha. Khi mà ở đại học, con phải lựa chọn giữa cái việc là mình sẽ thi vào nhạc viện theo lời khuyên của thầy Quốc Trụ lúc thầy còn sống, hay là mình đi học dược. Con cân nhắc suy nghĩ rất là nhiều. Dược sẽ giúp được mẹ, bởi vì con không muốn mẹ bị ăn hiếp. Đi học nhạc viện, tại mình được một cái người là thầy trưởng khoa thanh nhạc, thầy nói là mày thi được, mày thi đi. Một buổi gặp thôi, mình có lòng tin không có. Nhưng mà con lại nhìn xung quanh, những cái hình ảnh của những ca sĩ ở xung quanh con, bạn bè con cái thời điểm đó, làm ca sĩ của một đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở thành phố, nhưng mà mỗi một lần đi hát đám cưới, trang điểm mấy tiếng đồng hồ, ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, một show vậy được từ 100 tới 150 ngàn. Con mới hỏi là mày sống như vậy được không tí? Đâu biết mày phải sống như vậy trong bao lâu cho tới khi mày được như anh này, anh nọ, chị kia. Con mới nói là không, tao sống được như vậy, tao chịu khổ như vậy không được. Vậy thì con phải chấp nhận chọn cái điều là đi học dược để kiếm cuộc sống sung túc trước đã, tự do trước đã, rồi mình sẽ quay lại có đủ cái tiện nghi để mình nằm chờ một cách rất thoải mái cho tới khi mình chạm được hào quang. Hoặc đơn giản là hào quang không tới thì ít ra mình cũng vừa nằm xem một bộ phim của cuộc đời mình trong một cái trạng thái là máy lạnh, giường nệm, rượu vang, nho tây và có bà cô già nằm kế bên. Không già lắm. Dạ thằng con. Vậy thì cuối cùng con đã chọn, như là cô ba cũng đã biết, chọn một cái sự tự do về tài chính, chọn một cái sự tự mình có thể đảm bảo cho mình, chọn cho mình cái quyền được muốn làm những cái điều mình thích thì mình làm, chọn cho mình cái quyền được khác biệt mà không có sợ phải mất cái gì hết. Thật ra tại sao mình không dám khác biệt? Mình không dám khác biệt là bởi vì khi mình khác biệt vậy mình sợ bị mấy đứa xung quanh nó ghét. Mà khi bị mấy đứa xung quanh nó quét thì bị ăn hiếp nè, bị chét đồ lên áo nè, bị bắt nạt nè, bị giành bọc kẹo nè. Thậm chí là cô cho kẹo nó còn không phát cho mình. Mình sợ bị mất. Vậy thì khi mà chúng ta ở một cái trạng thái được rằng là mình tự tin là khi mình khác biệt mình không mất cái gì hết, thì mình sẽ cũng không còn phải đắn đo được rằng là liệu cái sự khác biệt đó của mình có cần phải cắt bỏ nó hay không nữa. Bởi vì cơ bản là tôi thoải mái với nó và tôi không có bị thiệt hại gì từ cái sự khác biệt của mình. Nhưng cái tiêu chí quan trọng nhất của con đối với cái sự tự do cho chính mình đó là mình tự do cho bản thân mình, nhưng không được tổn hại tới sự tự do của những người xung quanh chỉ vì cái sự tự do của mình. Thì đó là cái tiêu chí mà con đặt ra cho chính bản thân, để mà mình có thể là một người tử tế trong cái sự tự do mà mình tự cho phép mình như vậy. Có một cái ý lúc nãy của Tiến á, cô rất là đồng ý, và đó có thể là một cái chiêu thức cứu cánh tạm thời cho những bạn mà vẫn đang đặt cho mình một cái câu hỏi tôi muốn cái gì. Rất có thể cái phương pháp này của Tiến sẽ gây tranh luận,
đối với lại các nhà sư phạm chẳng hạn, nhưng cô đồng ý. Ngay cả trong nghệ thuật cũng vậy, khi mà một cái diễn viên trẻ bước vào trường, người ta nói là đừng có bắt chước, nhưng mà họ không có cái gì trong đầu cả. Trước hết họ có một cái tượng đài để họ phấn đấu. Dạ. Bắt chước ở đây á, khi mà có một cái hình mẫu đó, nó không chỉ là cái phần thưởng của cái hình mẫu đó, mà nó có cả cái tư chất của cái hình mẫu kia. Dạ. Và mình sẽ tự hỏi là ok, bây giờ mình không nghĩ ra cái cách nào để mà khai thác cái nhân vật này. Khi mà mình nghĩ đến thần tượng của mình, nếu vai này giao cho thần tượng mình biết cô ấy hoặc là chú ấy sẽ xử lý cái này như thế nào. Rồi mình dựa trên điều đó để làm cái động cơ mình thử phá ra và cái cách diễn ra. Tương tự như vậy trong cuộc sống, tôi khích lệ bạn hãy chọn cho mình một thần tượng. Và thậm chí là thần tượng là bữa tiệc buffet, thích thì cầm lên, không thích nữa đặt xuống. Đổi thần tượng được không sao cả, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mỗi con người á, một khi họ đáng ngưỡng mộ đến mức độ mà có thể trở thành thần tượng của các bạn trẻ, đều có lý do của nó. Tôi cho rằng là giáo dục thì không có nên đánh giá. Có thể có những người mà người ta nói là không nên là thần tượng của giới trẻ, có thể đó là những hiện tượng mới nổi, các TikToker. It's ok, mọi người bình tĩnh lại đi. Tại vì nếu hiện tượng đó, nhân vật đó không xứng đáng, bọn trẻ nó sẽ chán sau một thời gian. Nhưng không có gì phải lo hết. Không có gì mình phải quá âu lo với việc là có giới trẻ. Có vẻ chị Miu hơi có nhiều kinh nghiệm với cái việc là các bạn trẻ chị tiếp xúc nha. Có nghĩa là chị biết được rằng cho nó làm đi, hai bữa sau xong đổi. Và nó đã đổi thật. Nó đổi thật, nó quên ngay mà, không có cái gì mà phải bấn loạn. Tại vì nó đang chưa biết tình yêu nó ở đâu, đam mê nó là cái gì, sở thích nó là cái gì. Và cái người thần tượng kia chưa có đủ giỏi, chưa có đủ sâu để minh chứng rằng là em có thể tin tôi. Tại vì không những tôi mắc cười ở trên TikTok, nhưng tôi có nhiều câu chuyện về độ sâu của nó, nên khi em lớn lên em vẫn còn có thể tiếp tục hâm mộ tôi. Một cái cuốn sách hay là một cái cuốn sách mà khi đứa trẻ nó lớn lên, nó liên tiếp đọc đi đọc lại nhiều lần và thấy mỗi tầng ý nghĩa khác. Không nói đứa trẻ đâu, em cũng vậy. Thì đó. Em cũng đọc loài mà mỗi một độ tuổi em đọc là em lại ra một câu chuyện khác nhau. Thì đó mới là cái cuốn sách cuộc đời của mình. Dạ. Thì đó mới là cái người thần tượng mà hồi nhỏ mình đã mê, mà càng lớn mình càng ngưỡng mộ người đó. Và người đó làm kim chỉ nam cho mình, thì điều đó không hề tồi. Ví dụ như bạn đang hâm mộ một hiện tượng TikTok, có làm sao đâu, người ta duyên dáng mà. Ví dụ như gần đây tôi thấy có cái bạn gì ở Vĩnh Long hả, Thúy Liễu mỗi ngày Thúy Liễu đón khách du lịch đến, Thúy Liễu leo lên xuồng. Là bạn là hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Yeah. Hình như là bạn là người đồng tính nam hay là bạn giỡn duyên vậy thôi. Nhưng mà nói chung là bạn giỡn như một cô gái, mặc dù cái mặt nó là con trai nè, bận đồ bà ba nè. Mình không có biết rằng là cuộc đời, cuộc sống riêng tư gì. Nhưng mà bạn có quyền thần tượng bạn đó cũng được nữa. Bạn tự hỏi mình thiệt là kỹ, tại sao nhiều người thích cái người này quá. Bạn này bản thân thì bạn còn tự nhiên trước ống kính nữa, mà bạn nói cái câu nào cũng mắc cười, và bạn cực kỳ bình tĩnh trước những cái nhóm khách du lịch đi rất là đông, biết bao nhiêu là cái điện thoại, thậm chí những câu đùa ác ý mà bạn này vẫn thân thiện được với mọi người, bạn lướt qua hết. Thì khi mình liên tiếp mình đặt những câu hỏi như vậy, phải nói là nếu mà chỉ tìm một bạn nam ở miền Tây mặc áo bà ba thì không khó. Dạ. Tại sao người này nổi hơn người khác? Đam mê thần tượng, yêu thần tượng, đừng yêu vô tri. Hiểu cho thật rõ vì sao mình thích người này. Và một ngày nào đó mình sẽ chán người này thôi, nhưng mà mình sẽ mang theo với mình những giá trị mà người này để lại, như món quà của một người nổi tiếng, bất kể nền tảng nào có thể tặng lại cho những người đã ưu ái tặng cho mình những lượt view. Tính ra là nãy giờ hai cô cháu mình là nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời luôn đó. Nói thiệt nha, có vẻ như là đây là lần đầu tiên hai đứa mình nói chuyện nhau nhiều vậy đó hả cô ba? Đúng rồi. Lần trước chúng ta gặp ở quán cà phê thì là cô ba lo nói chuyện với bạn nào đó không à. Mà hình như bữa hôm đó con cũng đang buồn ngủ hay sao, cho nên con cũng không nói chuyện với ai. Không biết cô ba tin không, mà này là con nói thiệt. Con cũng hay nghe cô ba nói chuyện với Liêu Hà Trinh. Mở lên clip chưa biết có nên coi hay không, tự nhiên thấy bà nằm ngã ngớn. Trên một cái clip mà bình thường tôi lên đó tôi ngồi tôi rất là nghiêm túc đàng hoàng, là tự nhiên muốn vô coi cái bà này bà làm cái gì rồi. Thì cái sự khác biệt đó là thu hút đó. Khi cô ba khác biệt, cô ba không có mục đích là thu hút. Nhưng mà sẽ có những người chính vì muốn thu hút cho nên họ cố tình khác biệt. Và cái điều đó nó dẫn tới những cái kết quả khác nhau lắm. Người ta thông minh lắm, người ta nhìn vào người ta biết ngay, khán giả họ thông minh lắm. Nếu bạn trương nở một cái tôi giả hiệu chỉ để được để ý thôi á, nó sẽ có một cái hệ quả là nè, lâu lâu bạn sẽ giáo giác là có ai đang nhìn thấy sự trương nở không, tại vì nãy giờ trương nở rất là mỏi. Bạn sẽ có một nỗi âu lo của một nghệ sĩ không lành nghề, mặc dù khán giả không phân tích được cái đó là gì đâu, nhưng mà cái đó nó lan tỏa được và người ta cảm nhận được cái đó. Giống như là bạn, nếu các bạn trẻ bây giờ nói rất nhiều về năng lượng, hay là loài chó đi, mình hay nói là thấy chó đừng có sợ, đừng có bỏ chạy á.
nó sense được, nó cảm được cái năng lượng của nỗi sợ. Thì giữa con người với nhau hoặc là giữa công chúng khán giả với người nghệ sĩ, khán giả cảm nhận được nếu người nghệ sĩ đang âu lo, đang sợ. Thậm chí là bạn không hề nói lắp, bạn không hề ậm ờ, bạn thế này thế kia, nhưng cái đó người ta cảm nhận được. Vậy con nếu cảm cái... giác cái đó make sense với con nha. Bởi vì khi con lên sân khấu con nói chuyện á, cầm micro lên có thể nói 4 tiếng hộ sao. Nhưng mà khi con biết con lên sân khấu con chuẩn bị con hát, trong đây nó đánh trống rộn ràng luôn cho dù hát tới bài thứ mấy. Và có vẻ như đó là lý do tại sao con không thành công với con đường ca hát như là con tưởng. Chưa hẳn hát hay là đã ổn nha. Rất bởi vì có thể người ta sense được cái phần âu lo của con và thấy cái sự thiếu chuyên nghiệp của con trong đó. Cái này là người ta nói là too much love will kill you. Con yêu điều đó quá. Có thể không phải là vì con sợ đâu, mà vì con đang hồi hộp và con giữ nguyên vẹn cái lòng con say mê. Mỗi lần con được lên hát, cái sự say mê nó vẫn trong hơi thở của mình. Và mặc dù con hát rất chuẩn mực đi chăng nữa, con vẫn như lần đầu tiên. Và con vẫn như là dồn hết sức mình vào như vậy. Thì có cái này, cô không biết là có còn giúp ích cho Tiến không, hay là với các bạn trẻ. Cái trường hợp của Tiến thì không thể mang ra dẫn dụ cho cái trường hợp này, tại vì Tiến đã không fake điều đó. Tiến không fake sự hồi hộp đó. Tiến hào hứng chờ đợi cảm giác được hát, chứ Tiến không sợ nó. Nhưng mà tại hào hứng quá, yêu quá. Còn đây cô đang nói đến cái sợ này là cái âu lo của kẻ nói dối. Chúng ta có thấy những cái làm màu ngô nghê của các bạn nghệ sĩ trẻ, hay là tự thuê cho mình nhàn vệ sĩ rồi hùng hổ đi ra mà không ai chạy lại, xong nhàn vệ sĩ nó buồn ngần muốn chết luôn, nó đi nó bảo vệ ngôi sao mà không thấy có một fan nào chạy lại. Đại loại như vậy là những cái hành động tuyệt vọng của các bạn để được khác biệt, để gây chú ý, thì tỷ lệ những cái đòn flop của các bạn nó sẽ rất là cao. Dẫu bạn thông minh đến mấy thì thế nào, một khi đòn flop của bạn bị bật khán giả nói được, khán giả họ có thể nhìn nhận và biết được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn fake một cái tôi khác biệt, nên nhớ nói dối là một nghệ thuật, bạn dễ bị quên tuồng. Không ai có thể khác biệt 24/24. Mọi người vẫn nói rằng là ví dụ như vai Ánh Dao kịch quá. Mọi người ơi, tại vì cái đó đối với Miu nó là đời, là tại vì ngoài đời Miu cũng như vậy. Và nhiều người nói là trời ơi, sao bà Miu bà diễn dữ vậy, bà có khả năng diễn xuyên suốt á, mà không, nãy giờ tôi không hề diễn luôn. Khi mà bạn fake cái tôi đó, sẽ có những lúc bạn xả vai hoặc bạn chưa nhuần nhuyễn trong vai, và như vậy đó là một vai diễn tồi, nhìn tội nghiệp lắm. Sự khác biệt đó của bạn, nó là bạn không bỏ nó đi được, và bạn đang khác biệt mà bạn không hề ý thức là bạn đang khác biệt luôn. Đồng ý. Thật sự là Miu không có dàn cảnh, là tại vì con nhớ là chương trình của Lê Hòa Trinh, mình đã nghe rõ ràng là định dạng của nó là 0 giờ, nó có cái sofa, và cái suất quay của cô ba là suất quay vào buổi sáng. Con Trinh nó ác, nó bắt đầu nó mời cô là thường là cái slot từ 9 giờ là nó quất cho đến 6-7 giờ tối luôn. Thì cái đêm trước, mà đêm nào cứ trước hôm con Trinh nó mời đi là đêm trước tôi đi chơi. Thế mà sao tôi mệt, và mình cứ tự tin là ok, dẫu sao mình cũng sẽ vẫn có nội dung để nói chuyện với các bạn, là mình nằm luôn. Và mình không hề biết là máy đã rolling rồi. Và khi mình biết máy đã rolling rồi á, mình tin rằng là cái giá trị content mình mang lại với các bạn vẫn đáng để nghe. Do đó mình tiếp tục luôn, là nằm luôn và không hoảng. Trời, xin lỗi anh em ekip rồi, cho mình ngồi lại đàng hoàng chỉnh lại quần áo không? Keep rolling anh em, keep rolling. Chị Miu ở đây anh em ổn. Đó là cái thái độ của mình khi mình tin vào cái content của mình rồi. Nhưng các bạn sẽ không thể fake trò đó của Miu nếu cái content, tức là cái nội dung của cái talk show đó của các bạn không có cái gì hết. Thì tất cả những trò ngã ngớn, nhật tóc móc mắt ư, hay là những cái trò tự do thái quá để chứng tỏ rằng mình tự tin đó, bạn không có cái content, tức là cái năng lực thực sự để minh chứng rằng những màu mè kia, năng lực thực sự của bạn phải ồn ào hơn cả cái màu bạn làm. Đồng ý. Thì lúc đó hẳn làm màu. Và khi bạn thấy tôi làm màu, bạn tưởng rằng là như thế này đã ồn ào nhất rồi. Chưa, hãy đợi đến khi tôi đi thẳng vào nội dung mà tôi muốn mang lại cho bạn. Đó là thứ tôi ao ước bạn nhớ. Chứ không phải là một con Miu nằm ngã ngớn. Đương nhiên cũng tùy, có người, nhiều người sẽ chỉ nhớ là nhớ cái cô ngã ngớn này thôi, ghét cái cô ngã ngớn này lắm. Có lẽ là bạn chưa cho phép Miu được nói chuyện với bạn đủ lâu. Cũng có thể đó là lỗi của chúng tôi, là đã những kẻ khác biệt đã làm cho bạn bị dội ngược ngay từ ban đầu, khiến cho cái thông điệp chúng tôi không truyền đến bạn thành công. Và đôi khi nghe một người nói cũng giống như là cái lúc mình đọc một quyển sách, có thể đọc lúc này chúng ta không có đồng cảm với quyển sách đó, nhưng mà
Biết đâu ngày mai sau khi chúng ta vấp ngã một cái đùng, chúng ta quay lại chúng ta cảm thấy ôi sao mình đồng cảm đến lạ như vậy. Và con đã từng như vậy rồi. Mindset của mình thay đổi. Cái lúc mà người ta không có tiếp nhận thông tin từ mình thì có thể là mình và họ chưa thật sự là tương đồng với nhau. Hãy bảo đảm là nè, giống như là ở trong nghề MC cũng vậy. Dạ. Câu hỏi đầu tiên mà cô ba hay đặt ra cho học trò đó là các bạn muốn nói cái gì? Giờ muốn cái gì? Thì đối với các bạn trẻ đến với tôi và nói về sứ mệnh của em, chân dung cá tính của em, nhân hiệu của em, tôi cũng đặt câu hỏi. Bây giờ bạn muốn cái gì? Đừng bao giờ quên cái đó. Khó trả lời lắm đó. Ừ. Khó trả lời lắm đó. Đó là câu hỏi vĩ đại nhất trong quá trình phát triển nhân loại luôn ấy. Cô ba biết là con phải tốn 5 năm trời con mới dám thừa nhận là tất cả mọi chuyện con làm là chỉ con chỉ muốn tiền thôi chứ chả muốn gì khác. Xuất sắc. Nhưng mà 5 năm đó mình cứ biện hộ và mình né tránh cái chữ tiền bằng mọi giá. Cái vùng quê mình lớn lên á, cái việc nghĩ về tiền quá nhiều nó không phải là một cái điều của một cái người tốt đẹp hay làm. Mà bởi vì trong quan điểm của mọi người, một cái người mà chỉ nghĩ tới tiền thôi là một người thực dụng. Nhưng lúc đó mọi người không biết được rằng đôi khi một người thực tế cũng sẽ nghĩ về tiền nữa chứ không cần phải thực dụng đâu. Thực tế hay thực dụng gì miễn nghĩ về tiền mà nó tạo được cái động lực cho mình phát triển, không làm hại ai thì nó có gì xấu đâu cô ba. Nếu mà giả sử con chưa hài lòng với câu trả lời, ví dụ như ngoài kia sẽ rất có nhiều bạn trẻ cũng trong đầu lộn nhau nhau, đúng rồi, tiền. Nói chung là chúng ta bị dẫn dắt bởi đồng tiền rất nhiều. Bạn để ý ví dụ như giật một tít báo hay là một phim thành công hay không thành công, người ta nhìn vào con số. Tỷ lệ lớn của chúng ta đang bị điều khiển bởi các con số rất là nhiều. Mình không thể phủ nhận được cái điều đó. Nhưng nếu bạn vẫn chưa hài lòng với câu trả lời là tự nhiên nói tiền thì không biết mình có tầm thường, bạn tiếp tục hỏi, hỏi bản thân. Hỏi tại vì cô tin rằng là Tiến cũng đã từng hỏi bản thân là thật chăng? Chỉ là tiền chăng? Và Tiến đã có tiền. Và Tiến đã trả lời được cái câu hỏi đó ở một cái cấp độ cao hơn. Có nghĩa là sao? Tiền có nghĩa là gì? Tiền đồng nghĩa với cái gì? Quan trọng là cái chỗ đó đó. Cái vấn đề nó là như vậy. Nó là sự nhìn nhận. Dạ. Nó là danh dự. Ừ. Nó là giá trị. Khi mà cô rời phim Hạnh Phúc Máu thì cũng có nhiều người nói cô là mọi người không nghĩ là cô sẽ chấp nhận đóng phim cho Tiến. Tại sao? Nhìn từ bên ngoài thì cô với Tiến có vẻ như là không hợp nhau. Hoặc là con đại diện cho một cái giới mà cô thường tránh. Ngay cả nếu họ là khách hàng hay là thân chủ. Ví dụ như cô không phải là người sẽ đi ăn cơm với khách hàng để cảm tạ họ cho mình cái hợp đồng có giá trị cao. Hoặc là họ là những doanh nhân, những nhà tài trợ. Thì mình cảm ơn họ trên sân khấu chứ mình không có cố tạo ra một cái mối quan hệ riêng. Và cô không có khả năng ngồi nói chuyện với dân kinh doanh quá lâu. Hệ giá trị của người ta khác, mình nói chuyện làm ăn, mình ngu, mình không biết cái gì đâu. Cho nên nhiều người nói rằng là thứ nhất là không nghĩ là cô sẽ nhận lời Hạnh Phúc Máu. Cái thứ hai nữa là Tiến có tiền quá mà miêu mà nó còn mua được. Cô chỉ trả lời bằng cái là thật sự là ở trong cái giới giải trí mình có rất nhiều các doanh nhân. Họ bỏ tiền ra làm nghệ thuật. Họ bỏ tiền để trở thành nghệ sĩ nữa kìa. Cô thấy điều đó tuyệt vời. Ai xem Tích Tàu xưa thì biết là cái chữ Mạnh Thường Quân nó đến từ đâu. Nó đến từ những người gọi là chiêu hiền đãi sĩ đó. Con có thể nói rằng là ngày xưa tôi chỉ cần tiền, thì nếu ngày xưa con chỉ cần tiền và tiền ở cái mức độ chi xài cơ bản nhất á, thì bây giờ con có nhiều thứ để làm với cái mớ tiền này lắm rồi. Ơn trời, con chuyển hóa cái tiền đó ra thành những cái giá trị mà tiền có thể mang lại. Tại vì có nhiều người yêu tiền, giống như là trong cái tác phẩm Gã Hà Tiện đó, là có cái ông cũng mê tiền lắm. Ông keyboard đến nỗi gọi là ông là Gã Hà Tiện, là ông chỉ có thích chôn một đống tiền rồi leo lên cái đống đó ngồi thôi. Không dám ăn, không dám xài. Nhưng con là cái giá trị mà tiền phải mang lại cho con. Và ơn trời cái giá trị đó. Nó là nghệ thuật. Nó là phim, một cái phim làm rất là đàng hoàng. Hay hay dở chuyện của khán giả định đoạt. Nhưng mà chúng ta biết rằng tôi đã làm hết sức đàng hoàng. Cái xe đó mình mua nó hết bao nhiêu tiền, nó phải cháy như vậy. Thì cái người diễn viên mà diễn cùng với nó và cái người ngồi trong phòng dựng để cắt nó ra thành một cái đoạn như vậy cũng đã phải làm việc ngang ngưỡng mấy cái số tiền để mua chiếc xe đó. Giá trị của chiếc xe kia không vượt trội được so với giá trị của những con người và chính con đã bỏ ra để có được cái phim. Cái đồng tiền đó nó được giải nghĩa, được giải ngân ra. Đồng tiền không giải ngân, đồng tiền phi lý. Cái how nó mới là cái quan trọng. What thì nó là money. Mày muốn cái gì? Muốn tiền. How do you wanna spend it? Bạn muốn xài cái tiền nó như thế nào? Nó sẽ khiến cái câu trả lời tiền không còn trở nên là câu trả lời nông cạn và vô nghĩa nữa. Đồng ý. Cuối cùng
Câu chốt lại con rất tâm đắc và con sẽ dùng cái câu này đối đáp với những người cho rằng là thằng nhiều tiền như con là thằng nông cạn chẳng hạn. Cảm ơn cô ba đã xuất hiện ở đây và ngã ngớn với con nãy giờ cũng khá nhiều trong một thời gian khá dài. Chắc Dược Sĩ Tiến và chắc Thiếu Miêu sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm đây, bởi vì nãy giờ chúng ta cũng chỉ mới nói có một vấn đề nhỏ xíu thôi. Ngày hôm nay thì con nghĩ là các bạn chắc cũng đã có nhiều thứ lắng nghe được trong đây rồi. Có thể các bạn sẽ thích, có thể các bạn sẽ không, có thể các bạn sẽ đồng tình, có thể các bạn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà cho dù thế nào thì Tiến cũng rất là mong là các bạn cứ comment cho Tiến biết đi. Bởi vì biết đâu chính Tiến lại học được cái gì đó từ chính cái comment của các bạn. Hoặc là nếu mà các bạn yêu chắc Thiếu Miêu quá, cái bà này nói chuyện với ông Tiến ra nhiều cái điều do nghe quá, cứ comment đi, nó là đòi chắc Thiếu Miêu. Thì sau này bà gã giá bao nhiêu Tiến cũng sẽ bằng mọi giá vác bà về đây được để trò chuyện cùng bà. Bán Miêu đi các em bán Miêu cho Tiến đi các em. Không biết rằng là cái cuộc nói chuyện nãy giờ của chúng ta hình như là dự định của Tiến là lên sóng 90 phút hả? Sẽ là 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi cho một tập. Nhưng mà nếu mà nội dung còn hay thì chúng ta đâu bị giới hạn đâu, bởi vì chúng ta đâu có phải lên đài. Có cái này chia sẻ với khán giả, thường là đối với một tập lên sóng trên các nền tảng điện tử, chúng tôi thường bóp gọn nó lại xuống rồi dưới 30, càng ngắn càng tốt. Càng ngắn càng tốt. Tôi không mong những lượt view cao, tôi không dám cầu mong điều đó. Chúng tôi cũng không phải là những người, hoặc ít nhất là tôi. Tiến thì có cái quá trình về hoạt động giảng dạy. Nhưng hãy lắng nghe đi. Bình tĩnh lại. Vẽ lại chân dung của mình. Và thật tuyệt vời. Tại vì đối với một người trẻ, để vẽ chân dung của mình nó không phải là bút sa gà chết. Bạn có quyền vẽ lại nữa kìa. Bức tranh còn có thể đổi màu nữa kìa. Nhưng thử từ bây giờ cho đến khi hoàn toàn ta nhuần nhuyễn với cái việc là tôi định hình chân dung của mình. Tôi phạm sai lầm. Và những sai lầm đó cũng sẽ làm nên những cái dấu tích khác biệt, kỳ lạ trên một chân dung khác biệt của mỗi con người. Thông thường với kết của mỗi một cái số podcast khác, con sẽ có một câu hỏi chung cho tất cả các khách mời để coi là mỗi người sẽ trả lời nó như thế nào. Chắc Thiếu Miêu xem cái cuộc đời của mình là một cái bài toán. Thì chắc Thiếu Miêu sẽ giải nó theo cái style nào? Cái phương pháp của cô ba đối với cuộc đời của mình nó là cái gì? Tôi chết cha rồi, tại vì hồi nhỏ đi học ngu nhất môn toán á là bỏ giấy trắng á hoặc copy bài bạn bên cạnh á. Có thể cuộc đời đã trao cho tôi một bài toán, vì bài toán nó rất khó nên tôi chọn giải nó theo cách tôi giải một bài tập làm văn. Cũng lại là một cái câu trả lời xứng đáng được upgrade hoa hậu rồi. Nếu mà cái đêm chung kết hoa hậu mà hai cái cô gái kia trả lời ngon lành dài dòng mà cô ba trả lời vậy thôi thì cô ba không có được hoa hậu, nhưng mà cô ba được truyền thông rồi. Cô ba mà đi thi hoa hậu là cô ba thắng giải truyền thông. Cô ba sẽ là thí sinh được để ý nhiều nhất luôn á. Dạ. Và rồi thì hai cô cháu chúng tôi sẽ không có mà dài dòng dông dài nữa đâu. Nãy giờ cũng chào kết 3 lần rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast của Tiến tới tận bây giờ. Tất cả những gì chúng tôi chia sẻ nó không hề có một cái giá trị nào tuyệt đối chính xác hoàn toàn 100%, bởi vì trên đời này không có một câu nói nào là đúng tuyệt đối cả. Đừng ngại ngần chia sẻ quan điểm của các bạn đối với chúng tôi, và tất cả những gì chúng tôi chia sẻ ở đây nó sẽ mang giá trị tham khảo đối với các bạn mà thôi. Và bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo nhé.